Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 130. Khoảnh khắc bị Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm. Toàn thân bất hủ bất bại ớn lạnh, sự run rẩy đến từ sâu thẳm thần hồn. Tiểu tử này rốt cục sao vậy? Sức chiến đấu đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nếu cứ tiếp tục như này, mình chắc chắn sẽ chết. Không được, mình không thể chết. Vấn Thiên, xin lỗi, có cơ hội anh sẽ báo thù cho em. Lúc này, anh ta chỉ có một ý nghĩ, đó là bỏ chạy. Vèo. Một giây tiếp theo, tinh huyết thiêu đốt, anh ta chạy về hướng tầng 85. Bất hủ bất bại bỏ chạy rồi. Hàng vạn thanh niên bất hủ tộc há hốc miệng kinh ngạc, hoàn toàn đứng ngây tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã lao tới, kiếm càn khôn chấn ngục ra tay không phân biệt gì. Gào. Tiếng rồng gầm vang lên, từng mảnh xương máu nổ tung. Máu tươi ngưng tụ, nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đám mây máu trên đầu hắn ngày càng đỏ rực. Tháp càn khôn chấn ngục hét lên, tiểu tử, cậu tỉnh lại đi. Cậu đang đi theo đạo tàn sát, nhưng không phải vì mục đích giết chóc mà giết người. Câm miệng, mau cút khỏi đầu tôi. Diệp Bắc Minh gầm lên, cuộc đời ta không cần ai phải dẫn đường chỉ lối. Cút đi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trên người ngập tràn huyết khí. Trực tiếp cắt đứt liên hệ với tháp càn khôn chấn ngục. Giết. Tầng 46. Hai bóng người, một nam một nữ, bay tới và dừng lại dưới một cái cây cao chót vót. Nhan Nhi, ra đây đi. Vừa dứt lời. Một bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống từ ngọn cây, trên người có một lá bùa lóe sáng, che phủ tất cả khí tức. Chị Lộng Nguyệt, anh Trục Nhật, hai người đến rồi. Hai người đó chính là Bất Hủ Lộng Nguyệt và Bất Hủ Trục Nhật. Bất Hủ Lộng Nguyệt nói, chúng ta đi thôi, Bất Hủ Điện sắp mở ra rồi. Có hai người chúng ta bảo vệ em, chỉ cần em tiến vào đầu tiên, cho dù không lấy được một điểm nào, xếp hạng trong 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Bất Hủ Nhan cau mày, chị Lộng Nguyệt, em lo cho Diệp Bắc Minh. Cô trốn phía trên cái cây lớn này. Dưới gốc cây không ngừng có người đi qua, từ tầng 45, tầng 44, thậm chí là tầng 30 mấy. Bọn họ không đi về phía tầng 1 mà đi theo hướng ngược lại. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chưa đầy một ngày ngắn ngủi, đã có hàng ngàn người đi về phía Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Lộng Nguyệt cau mày, Nhan Nhi, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Đây là lần cuối cùng em tham gia cuộc so tài tông tộc, không thể xảy ra sai sót gì. Hơn nữa, chẳng phải em từng nói em với anh ta chỉ là đóng kịch thôi sao? Hai người có mối quan hệ thân thiết. Bố mẹ của Bất Hủ Nhan đều mất sớm. Bất Hủ Lộng Nguyệt đã nuôi dưỡng cô. Hai người họ không có gì là không nói với nhau. Bất Hủ Nhan cắn răng nói, chị Lộng Nguyệt, không được đâu. Là em đã đưa anh ta vào, em không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được. Hai người ở đây chờ em đi tìm anh ta. Nói xong. Cô lao ra ngoài mà không ngoái đầu lại, hướng thẳng về phía tầng 47. Bất Hủ Trục Nhật sầm mặt, con nhóc này, không phải là giả thành thật rồi chứ? Bất Hủ Trục Nhật, câm miệng. Bất Hủ Lộng Nguyệt giật mình, dậm chân đi theo sau. Tốc độ của Bất Hủ Nhan rất nhanh, dù Bất Hủ Lộng Nguyệt có khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa, cô cũng không có ý định dừng lại. Khi xông đến tầng 55, vụt, một bóng người sượt qua đỉnh đầu cô như một ngôi sao băng. Bất Hủ bất bại. Bất Hủ Nhan kinh ngạc dừng lại. Bất Hủ Lộng Nguyệt đáp xuống bên cạnh cô, nhìn về hướng Bất Hủ bất bại rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, hình như là tiềm lực huyết mạch bùng phát. Chuyện gì vậy, điều gì đã đẩy Bất Hủ bất bại đến bước này? Bất Hủ Trục Nhật cười giễu cợt, cái thứ vô dụng này giống như một con chó nhà có tang vậy. Vừa rồi em nhìn thấy trên người hắn có máu, hình như bị ai đó đánh bị thương rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt nghi hoặc. Thực lực của Bất Hủ bất bại trong thế hệ trẻ của Bất Hủ tộc, có thể xếp vào top 10. Những người tham gia cuộc so tài tông tộc này, ai có thể đánh hắn bị thương? Phụt, làm sao em biết, tóm lại không thể là Diệp Bắc Minh chứ? Bất Hủ Trục Nhật cười. Hả, nói không chừng mọi người đang tranh cướp mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Diệp Bắc Minh đang gặp nguy hiểm. Bất Hủ Nhan vô cùng lo lắng. Nếu Diệp Bắc Minh thật sự chết ở đây, cô sẽ cảm thấy áy náy suốt đời. Vừa xông tới lối vào tầng 56. Một lượng lớn bóng người sợ hãi lao ra, tổng cộng cũng khoảng 3-4 vạn người. Một vùng đen kịt, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đang truy sát họ. Mau chạy đi.
tiểu tử đó rốt cục là quái vật gì vậy? Chết tiệt! Mau chạy đến tầng 1, chỉ cần tiến vào bất hủ điện, chúng ta sẽ có thể sống sót. Vô số người xông tới, trực tiếp phớt lờ đám người bất hủ nhan. Vượt qua người họ. Chuyện gì vậy? Các ngươi đang chạy cái gì? Bất hủ lộng nguyệt hét lên. Một vài thanh niên nam nữ dừng lại, kinh hãi nhìn bất hủ lộng nguyệt, thần nữ, tên tiểu tử Diệp Bắc Minh điên rồi, hắn đang điên cuồng tàn sát chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đã trở thành con mồi của hắn. Cái gì? Bất hủ lộng nguyệt sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm. Bất hủ trục nhật ở một bên thậm chí còn ngoái tai, người đang nói ai? Diệp Bắc Minh. Anh ta đang truy sát các người. Nhìn xung quanh. Khóe miệng không ngừng co giật. Bốp. Một cái tát, thanh niên đang nói bay ra ngoài, nhổ ra một chiếc răng đẫm máu, bất bình nhìn bất hủ trục nhật. Người đang đùa ta à? Bất hủ trục nhật cười lạnh nói, các người có 3-4 vạn người, bị một tiểu tử cảnh giới đại năng cấp 5 truy sát. Người thanh niên bị đánh ôm mặt, cảm thấy vô cùng uất ức, thần tử, những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Bất hủ lộng nguyệt và bất hủ trục nhật 4 mắt nhìn nhau. Uỳnh ầm ầm. Đột nhiên, có tiếng sấm từ cuối chân trời truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, ở cuối tầm nhìn, một đám mây rông lớn màu đỏ như máu đang bay đến. Một con huyết long khổng lồ không ngừng bay vòng quanh đám mây máu và gầm lên. 9 con ma long còn lại đang cuộn tròn và sôi sục trong một vùng ma khí. Phía dưới đám mây máu, mái tóc dài của Diệp Bắc Minh dựng đứng lên, từng sợi đều đỏ như máu. Một đôi mắt, giống như thần chết bước ra khỏi địa ngục. Thanh kiếm càn khôn chấn ngục trong tay hắn chém ra một đạo huyết quang, hàng trăm thanh niên bất hủ tộc nổ tung tại chỗ, hóa thành một màn sương mù đẫm máu. Hít! Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, nuốt hết toàn bộ máu tươi. Diệp Bắc Minh! Bất hủ trục nhật kinh ngạc. Hắn bị ma nhập rồi. Bất hủ lộng nguyệt có thể nhìn ra trong nháy mắt. Bất hủ nhan vô cùng lo lắng, sao có thể như vậy? Rốt cục anh ta sao vậy? Bất hủ lộng nguyệt có chút tức giận, không cần để ý hắn làm sao, giết người của bất hủ tộc chúng ta như vậy, phải hỏi xem chị có đồng ý hay không đã. Trục nhật, cùng chị đi ngăn cản anh ta. Được. Bất hủ trục nhật gật đầu. Hai người kề vai nhảy lên không trung, tiến lên một bước, chặn ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, dừng tay lại. Bất hủ lộng nguyệt giận dữ hét lên. Là thần nữ và thần tử. Những người đang bỏ chạy lần lượt dừng lại. Cảm thấy có chút yên tâm, không sợ hãi như vậy nữa. Sau lưng Diệp Bắc Minh, máu tươi ngập trời, hắn lạnh lùng nhìn hai người, máu tươi trên người các ngươi rất dồi dào, nếu ta nuốt chửng các ngươi, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên một tầm cao mới. Tiểu tử này đã hoàn toàn bị ma nhập rồi, giết hắn đi. Bất hủ trục nhật lắc đầu, sát ý ngưng tụ. Bất hủ nhan biến sắc, đừng mà, anh trục nhật, không chừng anh ta vẫn còn cứu được. Trước tiên bắt hắn lại đã, xem có cứu được không. Nếu không cứu được thì giết. Bất hủ lộng nguyệt sầm mặt. Hai người trực tiếp ra tay. Một thanh thần kiếm màu vàng đồng thời xuất hiện trong tay hai người. Nó giống hệt như thanh kiếm bất hủ thật sự, với hình dáng cổ xưa, chứa đựng vô số đạo vận. Mô phỏng thanh kiếm bất hủ, uy lực kinh người. Giết! Bóng dáng của hai người xẹt qua như sao băng, khí tức cực kỳ bùng nổ, vượt xa bất hủ bất bại. Diệp Bắc Minh gầm lên, rồng tới đây. Phía sau hắn, 9 con ma long màu đen, một con huyết long đồng thời gầm lên. Gào! Tiếng gầm của rồng vang vọng khắp trời đất. 10 con rồng chia thành hai nhóm, lao về phía hai người họ. Chém! Giọng nói hai người lạnh nhạt, mỗi người chém ra một nhát kiếm. Gào! Hai con ma long màu đen gầm lên, tách ra làm đôi, năng lượng tiêu tan. Lại thêm hai con ma long nữa lao tới trước mặt họ. Hai người giơ tay lên vung kiếm chém ra. Bang! Hai con ma long màu đen phát nổ, năng lượng trào ra như sóng thần. Trước mặt bất hủ lộng nguyệt và bất hủ trục nhật, mỗi người phóng ra một lá chắn năng lượng, đứng trên bầu trời, ngăn chặn toàn bộ năng của lượng vụ nổ, không bị ảnh hưởng chút nào. Năng lượng bùng nổ của con ma long này ít nhất phải cao hơn sức mạnh của đại đạo chi thượng cấp 5. Bất hủ trục nhật xa sầm mặt mày. Tiểu tử này rốt cục đang làm cái quái gì vậy? Trên người hắn rốt cục có bí mật gì? Một cảnh giới đại năng cấp 5 lại có thể triệu hồi ra một con ma long đáng sợ như vậy. Đừng nghĩ nhiều, cố gắng bắt hắn, không được làm tổn hại đến tính mạng. Nhan Nhi rất quan tâm đến hắn.
Bất Hủ Lộng Nguyệt bước về phía những con ma long khác. Trong mắt Bất Hủ Trục Nhật hiện lên một sát ý lạnh lùng, nếu tiểu tử này không chết, mình làm sao có thể lấy được mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn chứ? Một bước bắt kịp. Khí thế của hai người cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ 9 con ma long màu đen đều bị chém chết, hóa thành ma khí bay lượn xung quanh Diệp Bắc Minh. Con huyết long cuối cùng mang theo sự uy nghiêm của một ngọn núi. Một con cá trạch, để em giết nó. Bất Hủ Trục Nhật cực kỳ kiêu ngạo, tung ra một nhát kiếm. Anh ta tung ra một bóng kiếm giống như đuôi sao chổi, chém vào đầu con huyết long nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân ảnh nhất thời trở nên hư ảo, sắp biến mất. Ha ha, rác rưởi. Vừa dứt lời. Gào. Con huyết long không đầu bất ngờ lao tới, quấn chặt lấy Bất Hủ Trục Nhật rồi trực tiếp nổ tung. A. Cơ thể của Bất Hủ Trục Nhật phát ra ánh sáng vàng. Dù vậy, anh ta vẫn bị thương. Toàn thân đầy máu tươi. Tóc tai rối bù. Vô cùng nhếch nhác, nôn ra máu. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, người muốn chết à? Bất Hủ Trục Nhật gầm lên về phía Diệp Bắc Minh, nhìn xuyên qua mái tóc dài rối bù, nhưng lại không nhìn thấy Diệp Bắc Minh, người đâu rồi? Người đang tìm ta à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên cạnh. Bất Hủ Trục Nhật quay đầu lại nhìn. Thanh kiếm Càn Khôn Trấn Ngục từ trên trời lao xuống, lao thẳng vào đầu anh ta, nếu thanh kiếm này rơi trúng đầu, thần hồn và thể xác sẽ bị tiêu diệt cùng một lúc, anh ta nhất định sẽ chết. Ngươi! Đồng tử của Bất Hủ Trục Nhật co rút lại. Thân thể dùng hết sức lực vặn vẹo, tránh được một kiếm chí mạng vào đầu. Phụt! Thanh kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém vào vai anh ta, xương thịt nổ tung, một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Ôi mẹ ơi! Người này thật sự là Diệp Bắc Minh sao? Hàng vạn thanh niên Bất Hủ tộc có mặt ở đó đều sợ hãi đến mức im lặng. Bất Hủ Nhan đứng ngây tại chỗ, khẽ há miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, mình còn đang lo lắng anh ta sao? Con quái vật này, mình có gì phải lo lắng chứ? Trục Nhật, cẩn thận! Bất Hủ Lộng Nguyệt hét lên. Bất Hủ Trục Nhật vô cùng tức giận, Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám? Diệp Bắc Minh chém một kiếm vào vai anh ta. Sau khi chặt đứt cánh tay của anh ta, nhát kiếm thứ hai lại lần nữa hướng về phía đầu anh ta. Tiểu tử này thật sự muốn giết anh ta. He he he, ta đây có gì không dám. Diệp Bắc Minh cười. Sau khi bị ma nhập, có một chút lợi ích. Hắn có thể cảm nhận được trên người ai có sát ý với hắn. Sát ý trên người Bất Hủ Trục Nhật quả thực quá mạnh, không thể dập tắt được. Ngươi đã muốn giết ta, tại sao ta phải khách khí với ngươi? Gào. Một con huyết long lao ra từ kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, cùng với kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, chém vào đầu Bất Hủ Trục Nhật. Khí tức đáng sợ chặn đứng tất cả đường rút lui của Bất Hủ Trục Nhật. Cộng với việc anh ta đang bị thương nặng, căn bản không thể tránh được nhát kiếm này. Đừng mà! Bất Hủ Trục Nhật cuối cùng cũng sợ rồi, trong mắt ngập tràn sự kinh hãi. Diệp Bắc Minh, ngươi hoàn toàn điên rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi trào ra, lá bùa đỏ như máu bốc cháy. Năng lượng trong lá bùa bùng phát, ngưng tụ thành một đạo thần sấm, đánh vào Diệp Bắc Minh. Uinh uinh, trực tiếp xuyên qua cơ thể Diệp Bắc Minh. Toàn thân Diệp Bắc Minh bị ném bay ra ngoài, ra xa hàng nghìn mét, đập mạnh xuống đất. Ở vị trí cũng chỉ còn lại một cái hố sâu cháy xém. Diệp Bắc Minh hoàn toàn không có động tĩnh gì. Bất Hủ Trục Nhật kinh ngạc, Cửu Tiêu Thần Lôi, lão tổ lại đưa cái này cho chị. Cái gì, đây chính là Cửu Tiêu Thần Lôi của lão tổ. Lão tổ là cảnh giới tế đạo cấp 5, đã phong ấn sức mạnh của mình trong lá bùa, sau khi đốt cháy nó rồi tấn công. Mặc dù kém xa so với cảnh giới tế đạo cấp 5 ra tay, nhưng cũng có thể so sánh với lực tấn công của cảnh giới tế đạo cấp 1. Ánh mắt vô số thanh niên của Bất Hủ tộc đều rực lửa. Vô cùng ngưỡng mộ. Với một lá bùa như thế, nếu lấy nó ra vào thời điểm quan trọng, có thể ngay lập tức giết chết bất kỳ ai dưới cấp độ cảnh giới tế đạo. Thân thể thanh tú của Bất Hủ Nhan cứng đờ, nước mắt trào ra, Diệp Bắc Minh. Bất Hủ Lộng Nguyệt lắc đầu, xin lỗi, Nhan Nhi. Hắn đã hoàn toàn bị ma nhập rồi, nhất định phải chết. Chết, ha ha ha, muốn ta chết, dễ dàng như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Trong một cái hố sâu cháy xém. Một thanh niên người đầy máu từ từ bò ra. Trên ngực Diệp Bắc Minh có một cái lỗ cực kỳ đáng sợ. Máu thịt đều bị đốt cháy. Giây tiếp theo,
một đám mây máu ngưng tụ lại trên đầu Diệp Bắc Minh. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Huyết khí từ trong đám mây máu tuôn ra, đột nhiên tiến vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Thân thể máu thịt bị tổn thương của hắn đã được sửa chữa điên cuồng. Trong chớp mắt, hồi phục như lúc đầu. Cái này, sao có thể? Mẹ kiếp, ngay cả cửu tiêu thần lôi, thứ có thể so sánh với sức tấn công toàn lực của cảnh giới tế đạo cấp 1, cũng không giết được hắn. Mọi người trong bất hủ tộc đều choáng váng. Bất hủ lộng nguyệt ngây ra. Đây, toàn thân bất hủ trục nhật run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tên này là quái vật gì vậy? Cả hai người đều đáng chết. Diệp Bắc Minh gầm lên cực kỳ giận dữ, tiến lên một bước. Xoẹt, huyết quang trong kiếm càn khôn chấn ngục dâng trào, chém về phía đầu của bất hủ lộng nguyệt. Bất hủ lộng nguyệt ra tay bằng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng lại bị một kiếm của Diệp Bắc Minh đánh bay, lăn ra xa hàng ngàn mét trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi. Diệp Bắc Minh không hề có ý thương hại cô ta, một kiếm chém vào đầu bất hủ lộng nguyệt. Đừng mà. Bóng dáng của bất hủ nhan lóe lên. Cô sử dụng thuật hư không, đứng chặn trước mặt bất hủ lộng nguyệt. Bất hủ lộng nguyệt biến sắc, nhan nhi, mau tránh ra, hắn sẽ giết em đấy. Quỳnh, thanh kiếm càn khôn chấn ngục run rẩy, dừng lại cách đầu bất hủ nhan vài centimet. Cô, tránh ra. Bất hủ nhan phát hiện, sâu trong con ngươi Diệp Bắc Minh đã hỗn loạn rồi. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy những tia máu. Chỉ còn lại một chút lý trí. Diệp Bắc Minh, anh thật sự bị ma nhập rồi. Đừng giết người vô tội nữa. Tôi cầu xin anh, hãy tìm lại chính mình đi. Bất hủ nhan dâng trào nước mắt. Giết cô ta đi, mau giết cô ta đi. Một giọng nói hung bạo vang lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Ngươi câm miệng. Diệp Bắc Minh gầm gừ. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Giết cô ta đi, ngươi sẽ thật sự bước vào đạo tàn sát. Câm miệng, cô ấy không hề hại ta, thậm chí còn giúp ta. Vậy thì sao, đạo tàn sát là giết tất cả những người có thể giết được. Tình cảm sẽ chỉ trở thành hòn đá ngáng chân ngươi thôi. Giết, giết cô ta đi. Cút, cút ra khỏi đầu ta. Diệp Bắc Minh ôm đầu, hung bạo lao ra ngoài. Hàng vạn người có mặt nhìn nhau kinh ngạc. Bất hủ lộng nguyệt đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nói, cuộc so tài tông tộc lần này không thể tiếp tục được nữa rồi. Cô ta lấy ra một mảnh ngọc bội, trực tiếp bóp nát, liên lạc với thế giới bên ngoài. Lão tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài, sau khi bất hủ chiến và lão giả mặt đỏ bất hủ khung nhận được tin của bất hủ lộng nguyệt, họ lập tức mở cổng thí luyện, phá vị diện đi vào. Lộng nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ, mọi người trông thấy bất hủ chiến và bất hủ khung thì tiến lên hành lễ. Trục nhật, con bị thương à? Bất hủ chiến cả kinh. Với thực lực của bất hủ trục nhật, ai có thể làm anh ta bị thương cơ chứ? Chưa kể anh ta còn có thái dương thần thể, tuyệt đối là vô địch trong đám cùng cảnh giới. Bất hủ trục nhật mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, lão tổ, là Diệp Bắc Minh, tên đó nhập ma rồi. Anh ta bộc phát ra thực lực không thuộc về anh ta. Bất hủ trục nhật giải thích xong. Bất hủ khung cau mày, tên nhóc đó mới ở cảnh giới đại năng tầng 5, bản thân cũng có phần đặc biệt. Nhưng dù cậu ta có rơi vào ma đạo, thì cũng không thể bộc phát ra thực lực vượt quá người thường chứ. Bất hủ chiến gật đầu, một đòn cửu tiêu thần lôi cũng không giết chết được cậu ta, không đơn giản đâu. Giọng nói của bất hủ khung trầm xuống, mặc kệ có đơn giản hay không, bây giờ tên này phá hỏng cuộc so tài của tộc bất hủ ta, thì nhất định phải trả giá đắt. Cứ tìm ra cậu ta trước đã rồi tính tiếp, tuyệt đối không thể để cậu ta tiến vào tầng 1, chỗ đó chôn vật kia đấy. Lỡ mà thả ra một cái. Mặt bất hủ chiến biến sắc, đi thôi. Hai người đuổi theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Cút đi, cút ra khỏi đầu ta. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không ngờ ngươi còn biết hạ thủ lưu tình với nữ nhân cơ đấy. Nữ tử tên bất hủ nhan đó đáng chết. Bây giờ ta sẽ quay lại giết cô ta. Nói xong. Diệp Bắc Minh quay người, đi về hướng lúc tới. Ngươi dám. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, bất hủ nhan từng giúp ta, tuy ta đi theo con đường giết chóc, nhưng tuyệt đối không lạm sát người vô tội. Vậy sao? Giọng nói ở đáy lòng bật cười, khống chế biểu cảm của Diệp Bắc Minh trở nên dữ tợn, không lạm sát người vô tội ư. Những người tham gia cuộc so tài của tộc bất hủ, cũng là kẻ thù của ngươi hết sao? Ngươi giết một mạch mấy nghìn người, đó còn không phải lạm sát người vô tội à?
Diệp Bắc Minh gào lên, đó là ta khi bị ngươi kiểm soát. Ta từng nói rồi đấy, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thanh âm ở đáy lòng lạnh lùng nói, ta giết cũng chính là ngươi giết. Diệp Bắc Minh cuồng nộ, là ta giết đó, thì sao? Diệp Bắc Minh ta giết người, cần phải giải thích với ngươi sao? Thanh âm ở đáy lòng bật cười, đúng, ta thích cái kiểu khí thế này. Giết hết bọn họ, giết sạch tất cả mọi người, đi con đường giết chóc của ngươi, chúng ta đi giết Bất Hủ Nhan trước đi. Tay cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, bay vút lên không trung. Ta nói rồi, không được. Diệp Bắc Minh vô cùng thịnh nộ. Tay trái bắt lấy tay phải của mình, một ý niệm thu hồi kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trở lại trong tháp. Ha ha, kiếm lại đây. Thanh âm ở đáy lòng cười lạnh. Một giây sau, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lại xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, hai bàn tay một trái một phải điên cuồng tranh giành kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Thậm chí hai tay còn đánh nhau tàn nhẫn. Hai nắm đấm tấn công nhau, đánh ra hết quyền này đến quyền khác. Nếu mà có người ở đây, nhất định sẽ chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Chỉ thấy, tay trái và tay phải của Diệp Bắc Minh đang chảy máu đầm đìa. Một quyền đánh vào ngực, vai, cằm, đan điền, trái tim của mình. Phụt, Diệp Bắc Minh hộc ra một búng máu. Cả người lăn lông lốc. Khi Bất Hủ Chiến và Bất Hủ Khung đuổi kịp đến chỗ Diệp Bắc Minh, hai người vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này. Đám Bất Hủ Lộng Nguyệt, Bất Hủ Trục Nhật, Bất Hủ Nhan tới ngay sau đó. Trông thấy tay trái tay phải của Diệp Bắc Minh đang tự đánh mình, họ cũng ngẩn cả người. Chuyện gì thế này, tên này tự đánh nhau với bản thân à? Bất Hủ Trục Nhật nhíu mày. Bất Hủ Chiến nói, tâm ma của cậu ta đã tách ra thành một nhân cách khác, đây là biểu hiện của việc xuất hiện xung đột nội tâm. Tâm ma ư? Những người khác của tộc Bất Hủ cả kinh. Tu võ giả một khi xuất hiện tâm ma, con đường tu võ coi như phế rồi. Diệp Bắc Minh, Bất Hủ Nhan rất lo lắng. Hừ, Bất Hủ Khung hừ lạnh một tiếng, tên nhóc này đúng là điên rồi. Tôi kệ đấy, tôi sẽ bắt cậu ta lại rồi xử lý sau. Khí thế của cảnh giới tế đạo tầng 3 lập tức tỏa ra. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố nhoáng cái đã bao trùm lấy Diệp Bắc Minh, một luồng sức mạnh có tính thực chất nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Đừng đánh nữa, kẻ địch chung đến rồi. Thanh âm ở đáy lòng quát. Diệp Bắc Minh nắm năm ngón tay lại, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém. Gào. Một con huyết long bộc phát ra chém về phía luồng sức mạnh kia. Âm một tiếng, không gian hoàn toàn nổ tung, năng lượng khủng bố cuồn cuộn ập đến, mấy trăm mét xung quanh trong không gian sụp đổ hoàn toàn. Ồ, thế mà lại đỡ được một đòn dùng 10% sức mạnh của lão phu, không đơn giản a. Bất Hủ Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo. Ông ta trực tiếp bước ra một bước. Chiêu này, không biết cậu có đỡ được không? Đưa tay ra năm ngón tay nắm lại, chộp lấy kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay cực kỳ cuồng bạo chém ra một kiếm, va chạm với năm ngón tay của Bất Hủ Khung. Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Khác với trước đó, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục không còn nghiền áp mọi thứ nữa. Mà là, dưới năm ngón tay của Bất Hủ Khung, nó xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết nứt nhanh chóng lan ra. Đồng nát sắt vụn gì, cũng dám ra tay trước mặt cảnh giới tế đạo à? Bất Hủ Khung lạnh lùng lắc đầu. Bóp mạnh một cái. Bùm. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra tứ phía. Kiếm linh của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục hét thảm một tiếng. A, chủ nhân. Kiếm linh. Diệp Bắc Minh nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng cực kỳ cuồng nộ, địch. Ông phá hủy kiếm của tôi rồi. Ông khốn kiếp. Cậu nói cái gì? Bất Hủ Khung híp mắt. Rồi không hề khách khí vung ra một cái tát, tiếng ầm ầm như tiếng máy bay chiến đấu chuyển đến, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh không thể cản lại đập lên người mình. Phụt! Một búng máu phụt ra. Cả người bay ra ngoài, đập vào một ngọn núi lớn. Ầm ầm! Ngọn núi sụp đổ, vô số tảng đá đè lên người anh, bụi bay mù mịt. Giết! Trên bầu trời mây máu ngưng tụ, huyết khí đầy trời rơi xuống. Cả người Diệp Bắc Minh toàn là máu lao ra ngoài, đánh về phía Bất Hủ Khung. Vẫn còn dám tới nữa à? Nhóc con, cậu đúng là không biết sợ. Bất Hủ Khung mặt mày dữ tợn. Đánh ra một quyền. Khung lão tổ, cầu xin ngài đừng giết anh ấy. Bất Hủ Nhan lao ra ôm chặt lấy một cánh tay của Bất Hủ Khung. Bất Hủ Khung trầm mặt, Bất Hủ Nhan, cháu coi bổn lão tổ là người thế nào vậy? Bất Hủ Nhan nghiến răng,
Lão tổ, cháu bằng lòng nhường lại một phần ba tài nguyên của đỉnh thứ ba, xin người tha cho anh ấy một mạng. Cái gì, Nhan Nhi, em điên rồi. Bất Hủ Lộng Nguyệt kinh ngạc hô ra tiếng. Bất Hủ Trục Nhật sững sờ. Những người khác trong tộc Bất Hủ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Một phần ba tài nguyên của đỉnh thứ ba, ít nhất có thể bồi dưỡng ra hàng trăm võ giả cảnh giới đại đạo chi thượng, còn có thể trực tiếp tạo ra một tông môn hạng vừa, hoặc cố bồi dưỡng ra một người đạt tới cảnh giới tế đạo tầng 1. Hơn nữa, sau khi đỉnh thứ ba nhường ra một phần ba tài nguyên, xếp hạng của đỉnh thứ ba trong 9 đỉnh chính tộc Bất Hủ nhất định sẽ rơi xuống hạng 7, có khi còn rơi xuống hạng 8, hạng 9. Cháu chắc chứ? Hai mắt Bất Hủ khung sáng ngời. Chắc chắn. Bất Hủ Nhan gật đầu. Hừ. Bất Hủ khung hừ lạnh rồi gật đầu. Hãy nhớ lời cháu nói, tên nhóc này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó có thể tha. Sức mạnh yếu đi một nửa. Nhưng dù vậy, một quyền này vẫn mang sức mạnh vượt quá 15 vạn con rồng. Răng rắc. Xương cốt toàn thân Diệp Bắc Minh vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, đan điền tổn thương. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh thê thảm nằm sấp trên mặt đất. Một cỗ khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy anh. Đã thấy chưa, thực lực không đủ, chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Diệp Bắc Minh, ngươi hãy nhớ lấy, chỉ có giết chóc, mới có thể nâng cao thực lực của ngươi. Sau khi đạo thanh âm ở đáy lòng kia nói xong một câu cuối cùng, thì biến mất hoàn toàn. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đã tỉnh táo trở lại. Bất Hủ Trục Nhật cười bấn cợt, vừa nãy không phải anh ta nhập ma à? Sao bị khung lão tổ đánh cho một quyền thì tỉnh táo hẳn vậy? Ha 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 ha. Xung quanh vang lên một loạt tiếng cười giễu cợt. Bất Hủ Nhan phẫn nộ quát, Bất Hủ Trục Nhật anh nói cái gì hả? Anh đang sỉ nhục người đàn ông của tôi ư? Nhan Nhi, cái loại phế vật này, em cũng. Bất Hủ Trục Nhật vừa mới mở miệng. Bất Hủ Nhan bùng nổ luôn, Bất Hủ Trục Nhật, từ nay trở đi, Bất Hủ Nhan tôi và anh đoạn tuyệt quan hệ, anh sẽ không còn là anh họ của tôi nữa. Em điên à, em đòi đoạn tuyệt quan hệ với anh chỉ vì một tên phế vật như này ư? Bất Hủ Trục Nhật tức run cả người. Bất Hủ Lộng Nguyệt nhíu mày, Nhan Nhi, em quá rồi đấy. Bất Hủ Nhan đỏ hồng mắt, gào lên như phát điên, tôi đã bảo rồi, anh ấy là người đàn ông của tôi. Các người sỉ nhục anh ấy như vậy, chính là đang sỉ nhục Bất Hủ Nhan tôi. Còn chưa đủ à, cần tôi phải nói thêm mấy lần nữa. Tất cả mọi người trầm mặc. Trên khuôn mặt Bất Hủ Trục Nhật treo nụ cười lạnh lẽo. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với cái nhìn như nhìn một người chết. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh truyền tới giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, nhóc con, cậu sao rồi? Vừa nãy tâm ma của cậu khống chế bổn tháp, tôi không ra tay được. Bây giờ tôi sẽ ra tay đưa cậu rời khỏi đây. Tiểu tháp, đừng. Diệp Bắc Minh ngăn, tôi phế rồi. Ở đây đang có hai người cảnh giới tế đạo. Một người cảnh giới tế đạo tầng 3, một người cảnh giới tế đạo tầng 1, dù ông có ra tay, chắc chắn cũng không đưa tôi rời khỏi đây được. Giây tiếp theo, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục điên cuồng gào lên, Giao Trì, con mẹ nó cô đang làm cái gì vậy? Cậu ta sắp chết rồi, cô còn không ra tay à? Giao Trì không trả lời. Bên trong tầng tháp thứ 108, im lặng như tờ. Thậm chí còn phong bế mọi thứ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng không cảm nhận được tình hình bên trong. Thần hồn dao động kịch liệt như vậy, bản mệnh chi khí của cậu nằm ở trái tim cậu à? Bất Hủ Khung cực kỳ tàn nhẫn, các ngươi đang truyền âm trao đổi à? Tiếc là, bản mệnh chi khí của cậu không cứu được cậu. Dứt lời, Bất Hủ Khung vươn năm ngón tay ra, trực tiếp chọc vào trái tim của Diệp Bắc Minh, sau đó hung hăng nắm một cái. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục và cả trái tim của Diệp Bắc Minh bị móc ra cùng nhau. Ha ha, một tòa bảo tháp có 108 tầng, chất lượng còn tốt nữa. Diệp Bắc Minh mở to mắt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại bị người ta móc sống ra. Đây là chỗ dựa lớn nhất của anh từ trước đến giờ. Khí hỗn độn trôi nổi, tháp này, còn được luyện chế bằng mẫu thạch hỗn độn à? Đáng tiếc, nó đã thành hình, mất hết đặc tính của mẫu thạch hỗn độn rồi, không thể biến đổi thành thứ khác được nữa. Vật báu như mẫu thạch hỗn độn mà lại luyện ra cái loại phế phẩm này, đúng phí của trời. Bất Hủ Khung lắc đầu, để tôi lục xem, trong tháp này có bảo vật gì. Thần hồn trắng trợn thăm dò vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Khốn kiếp, ngươi dám nhìn trộm bổn tháp. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nổi giận đùng đùng, đang định ra tay phản kích.
Diệp Bắc Minh gào lên, tiểu tháp, dừng tay, để ông ta lục. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, nhóc con, bổn tháp chưa bao giờ chịu khuất nhục như này. Diệp Bắc Minh đỏ hồng mắt, cơ hồ là cắn răng nói, tiểu tháp, nếu ông phản kháng, ông sẽ bị xóa bỏ thật đấy. Coi như tôi cầu xin ông không thể chết, để ông ta lục đi. Nhưng mà, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đều ở trong tháp. Không sao, cứ để ông lấy đi đi. Diệp Bắc Minh hộc ra một ngụm máu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục từ bỏ chống cự. Quả nhiên, ở trong tầng 17. Tìm thấy rồi. Hai mắt Bất Hủ khung sáng ngời, nhấc tay tóm lấy. Một cục mẫu thạch hỗn độn to, một chai máu hỗn độn bay ra, yên lặng trôi nổi giữa không trung. Cục mẫu thạch hỗn độn đó to cỡ cái chậu rửa mặt. Một chai máu hỗn độn, trông cũng có khoảng 7-8 giọt. Đù mé, một cục mẫu thạch hỗn độn to thế cơ á. Máu hỗn độn cũng có 7-8 giọt, có thể tạo ra 7-8 thể chất hỗn độn đấy. Đù, không ngờ trong tay tên nhóc này lại có bảo vật tốt như vậy, sao cậu ta không tạo cho riêng mình một cơ thể mang thể chất hỗn độn nhỉ? Ai mà biết được, ha 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 ha, tên nhóc này tàn phế rồi, hời cho tộc Bất Hủ chúng ta rồi. Một đám thanh niên của tộc Bất Hủ kích động đến nỗi đỏ hồng mắt. Ánh mắt Bất Hủ Lộng Nguyệt bốc lửa hừng hực. Bất Hủ Trục Nhật thì điên cuồng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, không rời mắt. Lục tiếp xem nào. Bất Hủ Khung nở nụ cười nghiền ngẫm. Thần niệm trắng trợn đảo qua 107 tầng trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Ông ta hơi ngạc nhiên, tòa tháp này không đơn giản. Bên trong chứa Càn Khôn, tự nhiên trọn vẹn. Lại còn có một luồng ý vị của binh khí đại đế, nếu để nó tiếp tục trưởng thành, tương lai có khi nó sẽ trở thành một kiện binh khí đại đế. Diệp Bắc Minh, tháp này là cậu tạo à? Rốt cuộc tầng 108 có cái gì? Diệp Bắc Minh cắn răng, lão già, tôi sẽ nói cho ông biết chắc. Bất Hủ Khung cười lạnh, nhóc con, cậu muốn chết hả? Nếu cậu không nói, lão phu sẽ cưỡng chế phá mở tầng 108, tôi tự xem là biết thôi. Nhưng phỏng chừng tòa tháp này sẽ hỏng hoàn toàn. Ông ta đang định ra tay. Bất Hủ Nhan nghiến răng gầm lên, Bất Hủ Khung, con mẹ ông có thôi đi không hả? Bà đây đã nhượng bộ, ông còn muốn làm gì bản mệnh chi khí của người đàn ông của tôi hả? Ông chuẩn bị phá hủy nó hoàn toàn sao? Mẫu thạch hỗn độn ông đã cướp đi rồi, máu hỗn độn ông cũng cướp nốt rồi. Ông định cắt hết hy vọng của anh ấy sao? Dưới tiếng quát giận dữ này. Không chỉ Bất Hủ Khung ngây người. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Bất Hủ Chiến vẫn chưa hề lên tiếng, đám Bất Hủ Lộng Nguyệt, Bất Hủ Trục Nhật. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn Bất Hủ Nhan. Nhan Nhi, sao em dám ăn nói với Khung lão tổ như thế hả? Bất Hủ Lộng Nguyệt vội vàng lên tiếng, sau đó lại nhìn sang Bất Hủ Khung, Khung lão tổ, Nhan Nhi em ấy quan tâm Diệp Bắc Minh quá, mong ngài thứ tội. Bất Hủ Khung tức đến độ vai run cầm cập. Cái mặt già trở nên cực kỳ âm trầm. Bất Hủ Nhan, lão phu nể mặt cháu quá đúng không? Cút con mẹ nhà ông đi, cứ dọa nạt mãi. Bất Hủ Nhan nói tục luôn. Một thiếu nữ trong độ 15-16, thế mà lại chửi tục như vậy, lại còn là chửi lão tổ ở gia tộc mình nữa. Nghịch thiên thật rồi. Bà đây cảnh cáo ông một câu cuối cùng, nếu ông dám cưỡng chế phá hủy tòa tháp này, bà đây sẽ tự bạo ngay tại đây. Nói xong. Bất Hủ Nhan ngưng tụ năng lượng trong đan điền. Đúng là chuẩn bị tự bạo bất cứ lúc nào. Nhan Nhi, đừng. Bất Hủ Lộng Nguyệt xông lên. Bất Hủ Nhan khẽ quát, chị Lộng Nguyệt, chị đứng lại. Bất Hủ Lộng Nguyệt nghi hoặc nói, Nhan Nhi, vì một Diệp Bắc Minh, xứng đáng sao? Đôi mắt đẹp của Bất Hủ Nhan đỏ bừng, cô ấy gật đầu, xứng đáng. Em. Bất Hủ Lộng Nguyệt không biết nói gì nữa, một chàng trai cảnh giới đại năng tầng 5. Cho dù có một chút thiên phú, thì cũng không thể để lại cái kiểu ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Nhan Nhi chứ. Bất Hủ Nhan, cháu muốn tự bạo thật sao? Cái mặt già của Bất Hủ Khung xa sầm, tức đến độ gân xanh trên trán giật giật. Vẻ mặt Bất Hủ Nhan điên cuồng, ha 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 ha, ông sợ rồi à? Hậu quả của việc tôi tự bạo, chắc ông biết. Một khi lão tổ đỉnh thứ ba nhà tôi xuất quan, thực lực cảnh giới tế đạo tầng 5, ông có chịu được không? Ông đoán. Cầm lão tổ nhà tôi mà điên lên, thì cái mạng già của Bất Hủ Khung ông có đủ đền cho tôi không? Cháu đang uy hiếp lão phu. Con người Bất Hủ Khung cơ hồ đang nhỏ máu. Bất Hủ Nhan hung ác gật đầu, đúng, bà đây đang uy hiếp ông đấy. Thì sao? Cháu. Bất Hủ Khung suýt thì tức hộc máu.
Ông ta sợ bất hủ cầm thật sự, cảnh giới tế đạo tầng 5, còn có thể sử dụng binh khí đại đế kiếm bất hủ, nếu mà chọc giận cái bà điên đó thật thì ông ta sẽ chết thật đấy. Bất hủ chiến bước lên một bước, thôi được rồi, cứ vậy đi. Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn cũng đến tay rồi, tên nhóc này cũng thành phế nhân rồi, để lại cho cậu ta một cái mạng đi. Hừ, chiến lão tổ cầu tình, coi như cậu ta may mắn. Bất hủ khung hừ lạnh một tiếng, có bậc thang cái vội vàng đi xuống. Ông ta tiện tay ném tháp càn khôn chấn ngục ra, nó mang theo trái tim của Diệp Bắc Minh, bay về trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đế cung hồng hoang. Côn Ngô Mật Phi đang tu luyện, hàng mày giật giật, nhíu chặt thành một chữ xuyên. Bù. Mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng loạn, chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lòng mình lo lắng không yên nhỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên mình lại thấy hoảng loạn thế này, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Minh, lẽ nào Bắc Minh đã gặp bất trắc gì rồi ư? Không được, mình phải đi xem thế nào. Được rồi, hiện mối nguy đã được giải quyết, cuộc so tài trong tông tiếp tục. Bất hủ khung liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Giờ phút này, toàn thân Diệp Bắc Minh máu me đầm đìa. Xương cốt, gân mạch, đan điền đều vỡ hết, rơi vào tình trạng tàn phế một cách triệt để. Bất hủ nhan tiến lên. Chậm rãi ôm lấy Diệp Bắc Minh đang bị thương nặng, rồi lấy thẻ bài ghi điểm của mình ra, chuẩn bị bóp nát. Bất hủ nhan, con đang làm cái gì vậy? Bất hủ chiến kinh ngạc nói, thẻ ghi điểm đại diện cho thành tích của con trong cuộc so tài lần này, con có biết một khi con bóp nát nó, con sẽ bị truyền tống ra ngoài không hả? Con sẽ thua hẳn trong cuộc so tài tông tộc, đây đã là lần thứ 3 con tham gia cuộc so tài tông tộc. Và cũng là lần cuối cùng, con có biết nếu thất bại thì sẽ có ý nghĩa gì không? Bất hủ nhan lạnh nhạt nói. Cảm ơn chiến lão tổ nhắc nhở, tất nhiên con biết. Giọng bất hủ chiến trầm xuống, nếu đã biết, con còn không dừng tay. Bất hủ lộng nguyệt bước lên một bước, vội vàng ngăn cản, nhan nhi, em đừng xúc động quá. Diệp Bắc Minh đã trở thành người tàn phế, cuộc so tài trong tông quan trọng, dù em muốn đưa anh ta ra ngoài trị thương, cũng không cần phải tự mình đưa đi. Thế này đi, chị bố trí một người đưa anh ta ra ngoài. Ha ha. Bất hủ nhan cười lạnh đáp lại, rồi lạnh nhạt liếc bất hủ lộng nguyệt một cái, chị lộng nguyệt, xin lỗi, em không tin chị. Nói xong, cô ấy bóp nát thẻ ghi điểm. Răng rắc, liền mạch dứt khoát, một vết nứt không gian hiện ra, bất hủ nhan ôm Diệp Bắc Minh, nhảy vào trong. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Ra khỏi nhà tù số 6. Bất hủ nhan, sao cô ấy ra nhanh thế? Có chuyện gì thế nhỉ? Người cô ấy đang ôm hình như là người đàn ông mà cô ấy thừa nhận nhỉ. Tên nhóc này đang hấp hối, tàn phế rồi. Quảng trường trở nên xôn xao náo động. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bất hủ nhan ôm Diệp Bắc Minh lao nhanh đến đỉnh thứ 3, tới trước một cánh cửa đồng đen. Lão tổ, cầu xin người hãy cứu anh ấy. Bất hủ cầm thấy bất hủ nhan cả người là máu, ôm Diệp Bắc Minh đang thoi thóp xuất hiện ở đây thì cả kinh. Nhan nhi, có chuyện gì vậy? Là bất hủ khung ạ. Bất hủ nhan run rẩy cắn chặt răng. Nghe bất hủ nhan giải thích xong. Trong tay tên nhóc này có mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn. Sao cháu không nói sớm? Sau cánh cửa bằng đồng, nét mặt bất hủ cầm thay đổi liên tục. Bà ta có thể cảm nhận được khí thức của Diệp Bắc Minh, huyết dịch đã gần cạn. Đan điền vỡ nát, gân mạch đứt từng đoạn, xương cột sống vỡ thành trăm mảnh. Phép tắc phong ấn, bất hủ khung lại đi dùng phép tắc phong ấn ư. Ông ta hoàn toàn không có ý định cho Diệp Bắc Minh sống. Tên nhóc này, xem như phế hẳn rồi. Bất hủ cầm lắc đầu. Bất hủ nhan quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, lão tổ, cầu xin người. Cứu anh ấy, người nhất định phải cứu anh ấy. Nhan nhi, đó là con không biết phép tắc phong ấn nghĩa là gì thôi. Một đòn đó của bất hủ khung là sử dụng phép tắc tế đạo của ông ta. Nếu là bị thương bình thường, dù chỉ còn một giọt máu, lão tổ ta vẫn có thể cứu sống cậu ta. Nhưng vết thương của tên nhóc này thì khác, phép tắc phong ấn của cảnh giới tế đạo đã chặn đứng đường sống của cậu ta rồi. Cậu ta, không cứu được nữa. Sau cánh cửa đồng, truyền tới một giọng nói lạnh như băng, hai, thương thế của cậu ta không chữa được đâu. Hơn nữa sẽ càng ngày càng đau đớn, nhan nhi, chỉ bằng con cho cậu ta chết một cách thống khoái đi, để cậu ta đỡ phải chịu khổ. Chữ cuối cùng vang lên. Tuyên án tử hình cho Diệp Bắc Minh. Đừng mà. Bất hủ nhan hét thảm một tiếng, hộc ra một ngụm máu đầu tim.
Bụp, bụp, bụp. Cái trán mềm đập mạnh lên tảng đá. Ngay lập tức, trán cô ấy đã chảy máu chóc thịt, máu chảy theo gò má hòa cùng nước mắt rơi xuống. Lão tổ, người ở cảnh giới tế đạo tầng 5, chắc chắn người có cách. Ta không có cách gì hết. Không thể nào. Bất Hủ Nhan liều mạng lắc đầu, hoàn toàn không tin. Lão tổ, người đừng lừa con nữa. Nếu anh ấy chết, Nhan Nhi cũng không sống nữa. Khoát tay một cái. Lòng bàn tay cô ấy xuất hiện một con dao găm màu vàng. Cô ấy đâm một đao vào tim mình. Phụt. Máu tươi tóe ra, máu đen ở miệng vết thương lập tức nhiễm đỏ vạt áo. Nhan Nhi, con. Sau cánh cửa đồng, Bất Hủ cầm hoảng sợ. Chỉ thấy. Bất Hủ Nhan lại lấy ra con dao găm thứ hai, đặt lên cổ mình. Lão tổ, nếu không cứu được anh ấy, Nhan Nhi sẽ chết ở đây luôn. Con. Bất Hủ cầm bất lực, thở dài, vết thương do võ giả cảnh giới tế đạo gây ra, khắp nguyên thủy chân giới e là chỉ có ông ấy mới cứu được. Con đến Vạn Y Cốc một chuyến, rồi tìm một người tên là Vạn Đỉnh Thiên. Thấy chết không cứu, Diêm Vương mặt lạnh Vạn Đỉnh Thiên. Bất Hủ Nhan mở to mắt nhìn. Vạn Đỉnh Thiên là tồn tại lấy y đạo tiến vào cảnh giới tế đạo ở nguyên thủy chân giới này. Y thuật có thể so với quỷ thần. Nhưng cùng với danh tiếng hiển hách, Vạn Đỉnh Thiên cũng có một biệt danh là thấy chết không cứu. Nghe nói, rất nhiều tu võ giả mang cơ thể trọng thương, cầm theo vô số báu vật đi vào Vạn Y Cốc, rồi chết đau đớn dưới mí mắt Vạn Đỉnh Thiên, người này cũng không ra tay cứu người. Cực kỳ lãnh đạm. Sau này, bị người ta gọi là Diêm Vương mặt lạnh. Là ông ấy đấy. Bất Hủ cầm gật đầu. Bất Hủ Nhan do dự, rồi lo lắng hỏi, lão tổ, Vạn Đỉnh Thiên tính tình cổ quái, lỡ ông ấy không cứu. Con yên tâm. Bất Hủ cầm nói với giọng khẳng định. Ầm ầm, một tiếng, cánh cửa đồng mở ra một khe hở, một chiếc châm ngọc từ bên trong bay ra, rồi rơi vào tay Bất Hủ Nhan. Con cầm theo chiếc châm ngọc này, ông ấy nhất định sẽ phá lệ cứu người. Đi từ đây đến Vạn Y Cốc, nhanh nhất cũng phải mất 7 ngày 7 đêm. Tên nhóc này trông có vẻ cùng lắm là gắng được 3-4 ngày, thôi bỏ đi, lão tổ ta lại giúp con thêm lần nữa vậy. Nói xong. Một viên đan dược màu đỏ bay ra từ khe hở của cánh cửa đồng chưa khép kín. Vậy này là hồi quang phản chiếu đan, có thể giúp cậu ta tạm thời ngừng mất đi sinh mệnh trong 7 ngày. Nhưng sau khi dùng đan này, con mà không kịp đến Vạn Y Cốc trong vòng 7 ngày, thì tên nhóc này hết cứu. Bất Hủ Nhan nắm chặt viên đan dược màu đỏ. Cắn răng. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh máu me đầy người, sau đó kiên quyết nói, Diệp Bắc Minh, nếu anh đồng ý thì chớp mắt. Diệp Bắc Minh chớp mắt một cái. Bất Hủ Nhan nhét viên đan dược màu đỏ vào miệng Diệp Bắc Minh, sau đó cõng anh nhanh chóng rời đi. Hồi lâu sau, sau cánh cửa đồng truyền tới một tiếng thở dài yếu ớt, nếu năm xưa ta cũng có phần dũng cảm này như Nhan Nhi, thì liệu có ở cục diện như ngày hôm nay không? Sau khi uống hồi quang phản chiếu đan, Diệp Bắc Minh cảm thấy, cảm giác suy yếu đã biến mất đi một chút. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở vào một hơi. May quá, nhóc con, cậu vẫn còn hy vọng. Thật sự làm khó cho cô bé này rồi, không ngờ cô ấy lại làm những điều này vì cậu. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ. Bất Hủ Nhan có thể đối xử với anh như vậy. Cảnh giới tế đạo, đúng là một khoảng cách không thể vượt qua. Lần này là do tôi quá tự phụ, lần giết được Thái Ất Mạc kia, đúng là tôi quá may mắn. Diệp Bắc Minh suy ngẫm. Một đòn kia của Bất Hủ Khung, dù anh và Tiểu Tháp liên thủ, thêm cả đốt cháy tinh huyết nữa, cũng chưa chắc đã đỡ được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cực kỳ phẫn nộ, tên đế thủ kia rất có vấn đề, nếu cô ta chịu giúp đỡ. Chắc chắn sẽ không đến nỗi thê thảm như này, dù có đánh không lại, chẳng lẽ còn không tự bảo vệ mình được à? Vừa dứt lời, tầng 108 trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở ra. Từ bên trong vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Nếu bổn đế ra tay, ông biết sẽ có kết cục gì không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận, cô mà ra tay, ít nhất tên nhóc này sẽ không thê thảm như này. Bổn đế ra tay, tất nhiên sẽ không thảm như vậy. Giọng Giao Chỉ lạnh băng, thậm chí, cậu ta còn không có cơ hội để thảm như này. Cậu ta sẽ bị xóa sổ ngay lập tức, ngay cả ông Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng sẽ tan thành cho bụi. Một khi đám người đó biết được, sau khi tôi trốn khỏi nhà tù số 7, vẫn luôn ở cùng Diệp Bắc Minh, thì đừng nói là một Bất Hủ Nhan. Dù có 10 Bất Hủ Nhan, 100 Bất Hủ Nhan cầu xin, Diệp Bắc Minh cũng chết chắc. Hiểu chưa, bổn đế không ra tay, chính là sự bảo vệ tốt nhất dành cho Diệp Bắc Minh.
ngụy biện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rất là tức giận, gào lên, bây giờ nhóc Diệp đã ra nông nỗi này, còn cô vẫn không sao. Nếu cậu ấy không bình phục được, bổn tháp có tự bạo cũng phải kéo cô chết cùng. Giao Chỉ cười nhạt, vết thương do cảnh giới tế đạo gây ra chỉ là chuyện nhỏ, bổn đế có cách cứu. Nhưng hơi phiền toái, nếu người của Vạn Y Cốc có cách chữa, thì cứ để người của Vạn Y Cốc cứu đi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nể nang, tôi thấy cô căn bản không có cách cứu. Giao Chỉ nói với giọng kiêu ngạo, tin hay không tùy ông, cả đời bổn đế làm việc, chưa bao giờ phải giải thích cho bất kỳ ai. Trong nhà tù số 6, tầng 7, tay Bất Hủ Bất Bại đang cầm một khối thạch anh liên tục phát sáng. Bất Hủ Nhan đã đưa Diệp Bắc Minh rời khỏi tộc Bất Hủ rồi. Hai người này đi thẳng lên phía Bắc, không biết định đi đâu. Trong khối thạch anh, truyền ra giọng của Bất Hủ Thương, thằng danh đó giết Thiên Nhi, vi phụ phải tự tay giết chết thằng danh đó. Bất Bại, cuộc so tài tông tộc còn mấy ngày nữa là kết thúc. Bất Hủ Bất Bại trả lời, khoảng 3 ngày. Tốt. Bất Hủ Thương thấp giọng nói, cha và mẹ con sẽ dẫn người đi truy đuổi thằng nhãi đó trước. Nếu trong vòng 3 ngày mà bắt được cậu ta, bọn ta sẽ đưa cậu ta về tộc Bất Hủ, nếu không bắt được, con hãy đến tìm cha và mẹ con. Cha, liệu có nguy hiểm không? Bất Hủ Bất Bại nhíu mày. Cảnh tượng Diệp Bắc Minh nhập ma đã làm anh ta khiếp sợ. Bất Hủ Thương tỏ vẻ hung ác, một tên phế vật, còn lật trời được chắc. Một ngày sau, trên đường đến Vạn Y Cốc. Bất Hủ Nhan cõng Diệp Bắc Minh, chạy nhanh như thỏ băng qua núi rừng, không ngờ mấy kẻ chết tiệt đó lại dám đuổi theo. Diệp Bắc Minh anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho họ bắt được anh. Tôi thề nhất định sẽ đưa anh đến Vạn Y Cốc, để Vạn Đỉnh Thiên chữa khỏi cho anh. Diệp Bắc Minh cười yếu ớt, Nhan cô nương, cô không cần phải làm vậy vì tôi đâu. Nói linh tinh gì đấy? Bất Hủ Nhan nghiến răng, bà đây là loại phụ nữ vô trách nhiệm sao? Nếu tôi đã tuyên bố, anh là người đàn ông của tôi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng. Bù! Một đạo huyết ảnh lao tới tấn công. Bất Hủ Nhan phản ứng nhanh, nghiêng người tránh đi, sau đó đá một nhát vào người huyết ảnh. Cô ấy cõng Diệp Bắc Minh, xoay một vòng xinh đẹp trên không trung, rồi nhảy ra xa vài chục mét. Thanh Diện Lang, Bất Hủ Thương, ông dám ra tay với tôi ư? Bất Hủ Nhan cắn răng, nhìn chằm chằm vào huyết ảnh to trăm trượng kia. Ha 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 ha, Bất Hủ Nhan, lão phu không có hứng thú với cô, chỉ cần cô giao thằng danh Diệp Bắc Minh ra ngay bây giờ, tôi bảo đảm cô có thể rời đi mà không mất một sợi lông nào. Bất Hủ Thương xuất hiện với vẻ mặt lạnh lẽo. Lam Nguyệt Nhã đứng bên cạnh. Đứng sau lưng hai người là 30 mấy vị lão giả. Khí tức của mỗi người, đều ở đại đạo chi thượng. Mơ đi. Bất Hủ Nhan cười lạnh. Bất Hủ Thương thất vọng lắc đầu, giết cậu ta. 30 mấy bóng dáng cùng lao tới. Bất Hủ Nhan không những không chạy, mà lao lên như phát điên, sức mạnh trong cơ thể lập tức bùng nổ, muốn giết tôi ư, thế thì chết chung đi. Năng lượng trong đan điền ngưng tụ trong nháy mắt. Đù! Con bé định tự bạo sao? 30 mấy vị lão giả mặt biến sắc. Bất Hủ Thương hoảng sợ lùi về sau, hét to, mau trốn đi. Vèo, vèo, vèo. 30 mấy đạo thân ảnh sợ đến nỗi điên cuồng lùi về sau. Bất Hủ Nhan lại nhếch miệng cười, một lũ ngu. Hư không thuật. Không gian phía trước vặn vẹo. Nứt ra một khe hở, Bất Hủ Nhan cõng Diệp Bắc Minh, nhảy vào trong. Biến mất. Chết tiệt, không ngờ người phụ nữ này lại giả vờ tự bạo, bức chúng ta lùi lại, cho cô ta có thời gian thi triển hư không thuật. Bất Hủ Thương tức xanh cả mặt, đuổi theo. Tiếp tục đuổi theo cho tôi. Ai bắt được tiện nhân này, thưởng cho 1 tỷ tinh thạch vũ trụ. Mọi người liên thủ, xé rách không gian. Đuổi theo hướng Bất Hủ Nhan chạy trốn. Nửa ngày sau, Bất Hủ Nhan chân trước vừa mới ngồi xuống, thở ra một ngụm chọc khí, tạm thời cắt đuôi được họ, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước đã. Vừa mới đặt Diệp Bắc Minh xuống. Diệp Bắc Minh nói, cẩn thận, bọn họ đuổi tới nơi rồi. Cái gì? Bất Hủ Nhan cả kinh. Hư không phía sau dao động. Cô ấy quay đầu lại trong vô thức, trong nháy mắt, một vết nứt không gian nổ ra. Một bàn tay già nua vươn tay ra từ trong vết nứt không gian, đánh vào ngực Bất Hủ Nhan. Bất Hủ Nhan hộc máu, chật vật lăn đi, đập người vào một gốc cây cổ thụ mới dừng lại. Chỉ trong vài hơi thở, Bất Hủ Thương dẫn theo 30 mấy thân ảnh đi ra từ khe nứt không gian. Chạy đi, chạy nữa đi, tiểu tiện nhân,
đang yên đang lành làm đại tiểu thư của đỉnh thứ ba thì không làm, lại cứ đi thích một tên nhãi danh. Tại sao cứ phải đối địch với chúng tôi cơ chứ? Lam Nguyệt Nhã mặt mày hung dữ. Bất Hủ Thương âm trầm lắc đầu, đừng phí lời với cô ta nữa, cứ giết luôn cô ta rồi đưa Diệp Bắc Minh về. Hai lão giả đồng thời ra tay, trường đao trong tay chém đến đầu của Bất Hủ Nhan. Tiểu Tháp, cứu cô ấy. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay ra khỏi tim, khí thế cuồng bạo quét tới. Hai lão giả đại đạo chi thượng tầng 5, thế mà không đỡ nổi một đòn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, hóa luôn thành huyết vụ trong nháy mắt. Bất Hủ Thương hoảng sợ, sao có thể chứ? Cái tháp này ở đâu chui ra vậy? Ầm ầm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng phình to ra, hóa thành cái tháp to mấy nghìn trượng, càn quét đến. Cẩn thận. Bất Hủ Thương hét to. A. À. Lam Nguyệt Nhã phản ứng chậm, bị Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đánh trúng, cả người nổ thành một làn huyết vụ. Phu nhân. Bất Hủ Thương cực kỳ phẫn nộ. Ông ta khẽ quát một tiếng, lên hết với ông đây, mặc kệ nó là tháp gì, phế nó đi. Vâng. 30 mất lão giả cùng hô một tiếng, thanh âm nổ như sấm, mấy chục kiện binh khí đồng thời đánh vào Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Keng, keng, keng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chấn động liên tục, rồi bất ngờ nổ mạnh. Phụt. 7-8 lão giả đại đạo chi thượng hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ. Những người khác đều bị đánh bay ngược ra ngoài, hộc máu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không tiếp tục ra tay, nó hút Diệp Bắc Minh và Bất Hủ Nhan vào trong, rồi bay về phía Vạn Y Cốc như sao băng. Bất Hủ Thương mừng rỡ, chất lượng của tòa tháp này tốt quá. Không ngờ trong tay Diệp Bắc Minh lại có bảo bối tốt như vậy. Truy đuổi tiếp cho lão phu không chỉ cần bắt sống Diệp Bắc Minh, còn phải lấy được tòa tháp đó nữa. Ông ta vừa dứt lời. Một giọng nói già nua vang lên. Bất Hủ Thương, bổn tổ muốn tòa tháp đó. Giây tiếp theo. Kể cả Bất Hủ Thương, và Lam Nguyệt Nhã vừa khôi phục máu thịt, và bị tụt một đại cảnh giới đều có nét mặt hoảng sợ. Một lão giả mặt đỏ, đi ra từ trong hư không. Bóng dáng người đó hiện ra. Khung lão tổ. Không ngờ Bất Hủ Khung lại đích thân tới đây. Bất Hủ Khung bỏ qua vẻ kinh ngạc của mọi người, ông ta bước ra một bước, lập tức đạt tới khoảng cách 100.000 mét. Ông ta chặn luôn đằng trước của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bàn tay gầy guộc đánh lên thân tháp. Khóe miệng mang theo nụ cười nhạt cân nhắc, tháp vô dụng, ngươi chạy cái gì? Ngươi coi nơi này là tộc Bất Hủ chắc? Còn dám đuổi tới tận đây, muốn chết. Trong tầng 108 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới một tiếng quát lạnh. Ngay sau đó, một bàn tay ngọc ngà đánh ra, đánh thẳng về phía bàn tay của Bất Hủ Khung. Vào khoảnh khắc hai người tiếp xúc. A, à, Bất Hủ Khung hét thảm một tiếng, bàn tay kia hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ, dư âm khủng bố còn lan lên bả vai, nửa bên người cũng nổ theo. Đám Bất Hủ Thương vừa mới đuổi tới nơi, thì trông thấy một cảnh suốt đời khó quên. Bất Hủ Khung cảnh giới tế đạo tầng 3, thế mà lại bị một bàn tay đứt đánh cho trọng thương. Ôi má ơi! Bất Hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, cùng với 20 mấy cảnh giới tế đạo đang đứng ở đằng xa. Tất cả ngớ người đứng yên tại chỗ. Môi hôi tuôn như mưa. Toàn thân run rẩy. Trong mắt cơ hồ sắp nứt ra rồi. Bất Hủ Khung, Khung lão tổ, cảnh giới tế đạo tầng 3 đấy. Thế mà lại bị một bàn tay đứt lìa đánh trọng thương chỉ với một chưởng. Bàn tay đứt lìa kia mịn màng như ngọc, chỗ miệng vết thương máu chảy đầm đìa, năm ngón tay cực kỳ thon dài, hoàn mỹ, đây chắc chắn là bàn tay của một nữ nhân. Nhưng, chỉ với một bàn tay đứt lìa như vậy, thế mà con mẹ nó đánh một chưởng đã làm Bất Hủ Khung trọng thương. Chủ nhân của bàn tay này, rốt cuộc đã lên đến cảnh giới gì vậy? Đù mé! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc thốt lên. Rồi truyền âm với cảm xúc sợ hãi cực độ, Giao Trì, không ngờ cô lại mạnh đến vậy, tại sao lúc trước ở tộc Bất Hủ cô không ra tay? Giao Trì cười nhạt, bổn đế giết một tên cảnh giới tế đạo tầng 3, còn không dễ như trở bàn tay à? Nhưng ở trong tộc Bất Hủ, ông nghĩ chỉ có một tên cảnh giới tế đạo tầng 3 chắc. Đấy còn chưa kể còn có kiếm Bất Hủ tọa chân nữa. Một khi bổn đế bị giữ lại, đó sẽ là bị giữ lại thật đấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc mấy giây rồi bật ra một câu, hiểu rồi. Nội tâm Diệp Bắc Minh cũng vô cùng chấn động. Sốt cuộc cảnh giới đại đế mạnh cỡ nào chứ? Ngươi, sốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Bất Hủ Khung kinh hãi, không kìm được run rẩy. Nỗi sợ hoàn toàn chiếm cứ tâm trí ông ta, không ai biết hiện giờ ông ta đang sợ hãi cỡ nào. Ồn ào.
Đế thủ phát ra một thanh âm, sau đó nhoáng cái đã xuất hiện trước người Bất Hủ Khung. Một chưởng đánh vào trán ông ta. Khí chàng cường đại, sức uy hiếp khủng bố, khiến cho Bất Hủ Khung đang trọng thương không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào. Bụp! Một âm thanh nặng nề như tiếng quả dưa hấu bị đập nát vang lên, đầu của Bất Hủ Khung nổ tung ngay tại chỗ. Tiếp đó, gân mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt còn chưa nát thành bột vụn, thân hình đã hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Thậm chí, thần hồn của Bất Hủ Khung còn không có tư cách tháo chạy, đã tan biến cùng thân thể. Khung lão tổ. Đám Bất Hủ Thương chứng kiến cảnh này, họ sợ đến nỗi con người co rút, điên cuồng lùi về sau như gặp quỷ. Đế thủ không truy đuổi, mà lóe lên như một tia sáng quay vào tầng 108 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Còn không đi mau, đợi gì nữa? Vừa rồi bổn đế ra tay đã để lộ hơi thở rồi, chỉ chốc lát nữa là sẽ có rất nhiều người cảnh giới tế đạo đến đây. Về phần đối phó ra sao, đó là việc của các ngươi. Đừng có bảo bổn đế không quan tâm tính mạng Diệp Bắc Minh nữa. Giao Chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không nói thêm lời nào nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bùng nổ lực lượng, đưa Diệp Bắc Minh và Bất Hủ Nhan đang hôn mê bay về phía Vạn Y Cốc. Một khắc đồng hồ sau, bù, hư không dao động, mười mấy bóng người lần lượt xuất hiện. Cổ Kiếm Trần của nhà họ Cổ, Tô Bì Vân, Đỉnh Phù Đồ ở Thần Viện Thái Thương, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ của gia tộc Côn Ngô, còn có Bàng Vân của Đế Cung Hồng Hoang, cùng với các lão giả cảnh giới tế đạo ở các thế lực khác, tổng cộng mười mấy người đứng lơ lửng giữa không trung. Mọi người cũng cảm nhận được cỗ khí tức vừa nãy chứ. Nói nhảm, nếu không cảm nhận được, bọn tôi có xuất hiện ở đây không? Sau khi đế thi thoát khỏi nhà tù số 7, cuối cùng đã để lộ khí tức lần đầu tiên, nhất định phải tìm được đế thi, rồi phong ấn nó lại lần nữa. Nếu không, nguyên thủy chân giới chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Mấy giọng nói ngưng trọng vang lên liên tục. Còn muốn chạy à, tất cả quỳ xuống cho lão phu. Phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh lẽo, hai mươi mấy bóng người lao tới như thiên thạch, cuốn theo bụi bay mù mịt. Một lão giả mặc áo bào trắng, khuôn mặt cay nghiệt, nhóm người này cứ lén lén lút lút ở gần đây, chắc chắn bọn chúng biết vừa nãy ở đây xảy ra chuyện gì. Coi bộ dạng các ngươi, hình như là người tộc Bất Hủ nhỉ. Nói, tộc Bất Hủ đang dở trò gì? Bất Hủ Thương hộc ra một ngụm máu. Chật vật quỳ rạp trên mặt đất, trán toát mồ hôi lạnh. Ông ta hoảng sợ nhìn mười mấy vị cảnh giới tế đạo trước mặt, các vị tiền bối, giơ cao đánh khẽ. Thật sự không phải tộc Bất Hủ chúng tôi dở trò, vừa nãy chúng tôi đang đuổi giết Diệp Bắc Minh. Khung lão tổ còn đích thân ra tay, nửa đường đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay đứt lìa, nó. Nói đến đây, nét mặt Bất Hủ Thương kinh hoàng, nó chỉ tát một cái, đã tát chết khung lão tổ. Cái gì? Mọi người cả kinh. Lão giả áo bào trắng trầm mặt, Bất Hủ Thương, người coi lão phu là đồ ngu à? Bất Hủ Khung cảnh giới tế đạo tầng 3, bị một bàn tay đứt lìa tát chết. Đùa cái gì vậy? Đợi đã. Cổ Kiếm Trầm khẽ quát. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Cổ Kiếm Trầm ngưng trọng, trong đôi mắt già nua hiện lên tơ máu, người vừa bảo, một bàn tay đứt lìa. Tát một cái đã tát chết Bất Hủ Khung sao? Cổ tiền bối, đúng vậy. Bất Hủ Thương sợ hãi gật đầu. Không thể nào, tên này đang nói dối. Mọi người lắc đầu. Tôi thấy cứ trực tiếp tra hồn đi, dù sao ở đây cũng không có người của tộc Bất Hủ, giết chết họ cũng không ai biết. Tô Bì Vân cười lạnh. Cổ Kiếm Trần trầm giọng, các vị, đừng quên chúng ta tới đây tìm đế thi. Nếu bàn tay đó là đế thi thì sao? Cái này. Tô Bì Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ cùng mười mấy vị cảnh giới tế đạo đều sửng sốt. Côn Ngô Tuyệt Long kinh ngạc nói, Cổ huynh, đế thi là vật chết, sao có thể giết chết một người cảnh giới tế đạo tầng 3 được? Đúng vậy, chỉ là một phần của xác chết, có khả năng này ư? Đỉnh Phù Đồ cũng nuốt ngụm nước miếng. Khóe mắt Cổ Kiếm Trần giật giật, đây mới là chỗ khủng bố nhất, nếu bàn tay đứt lìa đó thật sự là một bộ phận của đế thi. Hơn nữa còn có thể tát một cái tát chết một người cảnh giới tế đạo tầng 3 thì sao? Ông ta vừa dứt lời. Toàn trường rơi vào im lặng. Nét mặt của mười mấy vị cảnh giới tế đạo đang có mặt ở đây, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như vậy thật, thì quá đáng sợ. Mẹ nó, cứ tra hồn đi. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc chuyện này có thật không? Lão giả áo bào trắng không nhịn được nữa. Ông ta đưa tay ra hư không bóp một cái, bóp cổ Bất Hủ Thương. Ngạt thở.
kinh hoàng, hoảng loạn. Các loại biểu cảm lóe lên trên mặt Bất Hủ Thương, đừng tiền bối. Lão giả áo bào trắng híp mắt lại. Một đạo hồng quang bắn ra từ mắt ông ta. Vào khoảnh khắc nó sắp đi vào đầu Bất Hủ Thương. Dám ra tay với người của tộc Bất Hủ ta ư, muốn chết à? Một tiếng xé gió sắc bén vang lên. Giây tiếp theo, một trường kiếm cổ xưa xé rách hư không mà đến, chặt đứt bàn tay đang bóp cổ Bất Hủ Thương. Kẻ nào đấy? Lão giả áo bào trắng phẫn nộ. Đang định nổi khùng. Phập. Thanh trường kiếm cổ xưa kia phập một tiếng, trực tiếp đâm qua ngực lão giả áo bào trắng, đóng đinh ông ta lên một gốc cây to. Cúi đầu nhìn, lão giả áo bào trắng cực kỳ hoảng sợ, kiếm Bất Hủ. Những người cảnh giới tế đạo khác cũng kinh hãi thốt lên. Thanh kiếm này, bọn họ quá quen thuộc. Binh khí đại đế của tộc Bất Hủ, kiếm Bất Hủ. Thanh kiếm đâm lão giả áo bào trắng chỉ là một kiện mô phỏng, chưa được 1% uy lực như kiếm Bất Hủ, thế mà lại khủng bố như này. Vèo. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía khe nứt không gian màu tím. Tư Đồ Kính, gia tộc Tư Đồ chỉ có một mình ngươi ở cảnh giới tế đạo tầng 2, thế mà ngươi cũng dám tra hồn của người tộc Bất Hủ ư. Một bóng người đi ra từ khe nứt không gian. Bất Hủ Chiến. Tất cả những người đang có mặt ở hiện trường, mặt biến sắc. Cảnh giới tế đạo tầng 4, đây là thực lực mạnh nhất trong số những người đang có mặt ở đây. Chiến Lão Tổ, cuối cùng người đã tới. Khung Lão Tổ, mất rồi. Bất Hủ Thương mặt xám như cho tàn. Bất Hủ Chiến trầm mặt, kẻ động đến tộc Bất Hủ ta, chết. Đừng. Lão giả áo bào trắng sợ tái mặt, vừa mới mở miệng xin tha. Thanh trường kiếm cổ bùng nổ ra một cỗ năng lượng khủng khiếp, cơ thể lão giả áo bào trắng nổ tung, hóa thành làn xương máu phủ đầy trời. Bất Hủ Chiến, ngươi cứ chờ đó cho ta. Thần hồn của lão giả áo bào trắng lao ra, cố chạy thật xa. Bất Hủ Chiến cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ thần hồn của ngươi chạy được sao? Bạo. Một chữ vừa dứt, thanh trường kiếm cổ bổ ra một đạo kiếm quang vô tận, thần hồn của lão giả áo bào trắng hét thảm một tiếng, rồi tan biến. Truyền lệnh xuống, bất cứ kẻ nào mang huyết mạch gia tộc Tư Đồ, giết không tha. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Thủy Chân Giới sẽ không còn bất cứ người nào của gia tộc Tư Đồ nữa. Giọng nói lạnh lùng, âm vang hùng hồn. Mười mấy vị cảnh giới tế đạo ở đây mặt mày nghiêm trọng, nhưng không một ai lên tiếng cầu xin cho. Bất Hủ Thương, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cực nhanh, nó lao đến Vạn Y Cốc như một ngôi sao băng. Đù, vãi trưởng. Ở bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh cực kỳ kích động, Giao Trì, cô mạnh quá trời. Đây chính là thực lực của nữ đế hả? Một cái tát, tát chết một người cảnh giới tế đạo tầng 3. Đúng là nghịch thiên. Hừ. Giao Trì kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh, thực lực của bổn đế, còn hơn thế nhiều. Tiếc là bổn đế chỉ còn lại một bàn tay, sức mạnh còn lại không nhiều. Đấy là sau khi tiến vào Nguyên Thủy Chân Giới, ta đã hấp thu một phần lực lượng thiên địa nên mới khôi phục chút sức mạnh. Nếu bổn đế mà ở thời kỳ đỉnh cao, một ánh mắt có thể khiến cho cảnh giới tế đạo tàng chín hóa thành huyết phụ. Hít. Diệp Bắc Minh hít một ngụm khí lạnh. Nổi da gà, cảnh giới đại đế, khủng bố như vậy thật hả? Giao Trì ngạo nghễ nói, ngươi hoàn toàn không hiểu đại đế nghĩa là gì. Đến cảnh giới đó, có thể tự do khống chế phép tắc trong thiên địa, năm đó Nguyên Thủy Chân Giới có mười mấy vị đại đế, mỗi người đều lập ra phép tắc của riêng mình. Diệp Bắc Minh nhíu mày, mười mấy loại phép tắc, thế thì loạn lắm à? Đương nhiên là loạn. Giao Trì xác nhận, chính vì loạn, cộng với việc tài nguyên tu luyện phân bổ không đồng đều. Một số đại đế bị người ta đánh lén, vây giết, cuối cùng ngã xuống. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, bọn họ phân xác cô, trấn áp trong các nhà tù khác nhau. Vậy những đại đế khác thì sao? Họ có gặp phải cảnh ngộ giống cô không? Giao Trì im lặng vài giây. Sau đó yếu ớt bật ra một câu, ta không biết. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Anh chuyển chủ đề luôn, phải rồi, nếu mà có cảnh giới tế đạo đến tiếp, cô có thể ra tay không? Giao Trì cười nhạt, Diệp Bắc Minh, ta khuyên ngươi cứ hồi phục thương thế trước đi rồi bàn tiếp. Vừa nãy bổn đế ra tay, chắc chắn đã bị lộ, nếu ngươi bị cảnh giới tế đạo tìm được vị trí tiếp, dù bổn đế có ra tay cũng không có thời gian bảo vệ ngươi. Chỉ có tự nâng cao thực lực, ngươi mới bảo vệ được chính mình. Nếu không, mọi thứ sẽ thành công cốc. Tôi hiểu rồi. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu. Anh quay sang nhìn Bất Hủ Nhan ở trong tháp,
cô ấy vẫn đang hôn mê, tiểu tháp, đến vạn y cốc với tốc độ nhanh nhất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tăng tốc đột ngột, vừa mới lao ra khỏi một dãy núi. Phía trước, không gian dao động dữ dội. Diệp Bắc Minh, cậu muốn đi đâu? Bất Hủ Chiến đi ra từ hư không, tay cầm thanh kiếm Bất Hủ Giả chém ra một nhát. Ong! Kiếm ý cuồn cuộn, dữ dội đập lên Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, một tiếng ong lớn vang lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rơi mạnh xuống đất như một thiên thạch, sau đó rung rung không ngừng, cơ hồ hỏng mất. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, tiểu tháp, ông sao rồi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chấn động một cái, sau đó vọt lên trời như tên lửa, bổn tháp không sao, yên tâm, ta nhất định sẽ đưa cậu rời khỏi đây an toàn. Vèo, quay người, chạy sang một hướng khác. Vừa mới lao đi chưa được trăm dặm, phía trước đã có mười mấy bóng người hiện ra giữa không trung. Đám Cổ Kiếm Trần, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ, Bàng Long đến đây hết rồi. Mặt ai cũng lạnh lùng. Tô Bi Vân cắn răng, đồ nhi ngoan của ta, con làm vi sư đuổi theo mệt quá. Giọng Đỉnh Phù Đồ lạnh lẽo, Diệp Bắc Minh, cậu chạy tiếp đi. Sao không chạy nữa? Diệp Bắc Minh, giao thần tuyển của tộc Côn Ngô ra đây. Côn Ngô Tuyệt Long nói với vẻ lạnh nhạt, sau đó giao mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra đây, nếu không, nợ mới nợ cũ lão phu sẽ tính cả luôn. Bàng Vân tức điên lên, nhóc con, cậu hại lão phu thảm luôn. Bây giờ cậu nói rõ với mọi người, lão phu từng giao dịch với cậu lúc nào hả? Ừm, rồi cả tôi lấy mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn của cậu lúc nào? Mười mấy người cảnh giới tế đạo, đã chặn hết mọi đường lui. Phía sau, Bất Hủ Chiến bước lên một bước, chặn đứng đường lui cuối cùng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu giết Bất Hủ Khung, mà còn muốn đi sao? Cậu phải cho lão phu một lời giải thích. Thêm Bất Hủ Chiến nữa, tổng cộng 15 vị cảnh giới tế đạo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất lực cười khổ, nhóc con, có vẻ chúng ta tiêu đời thật rồi. Chỉ với một ý niệm, Diệp Bắc Minh đã ra khỏi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đứng ở trên đỉnh tháp, tiểu tháp, ông đã cố hết sức rồi. Anh cực kỳ suy yếu. Gân mạch, xương cốt toàn thân đều đã nứt hết. Nếu không có viên hồi quang phản chiếu đan kia, chỉ đứng thôi cũng là hy vọng xa vời với anh. Ánh mắt lạnh như băng. Quét qua 15 người cảnh giới tế đạo ở đây, mắt anh đỏ ngầu, anh nói. 15 người có mặt ở đây, Diệp Bắc Minh tôi nhớ hết rồi. Tốt nhất là các người giết chết tôi. Nếu hôm nay Diệp Bắc Minh tôi không chết, tôi bảo đảm sẽ tiêu diệt hết tất cả các người, và cả thế lực đằng sau các người. Anh nói xong. Ha 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 ha. Nhóc con, cậu làm lão phu buồn cười quá. Chỉ bằng cậu, mà đòi tiêu diệt chúng tôi và thế lực sau lưng chúng tôi ư. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, cậu ngây thơ thật đấy. Cậu có biết cảnh giới tế đạo là gì không? Sao cậu dám khiêu khích mười mấy cảnh giới tế đạo cùng lúc hả? Cậu đã tàn phế rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng. Buồn cười thật. 15 vị cảnh giới tế đạo, hơn một nửa trong số họ là đang châm biếm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngày càng lạnh. Thậm chí còn hơi uất nghẹn. Bất Hủ Chiến cầm kiếm chĩa vào đầu Diệp Bắc Minh, rồi thản nhiên nói, nhóc con, lão phu sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Giao một bộ phận thi thể của đế thi ra đây, sau đó xóa bỏ thần hồn của tòa tháp này. Cuối cùng, cậu tự vấn, chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Diệp Bắc Minh tức quá hóa cười, ha ha, thế mà cũng gọi là cơ hội ư. Mặt Bất Hủ Chiến hiện lên ba phần giễu cợt, lão phu chịu cho cậu được toàn thây, chẳng lẽ còn không phải cơ hội à? Diệp Bắc Minh tức quá chửi luôn, lão chó giả đạo đức giả, nếu tôi mà khôi phục thực lực, tôi sẽ giết ông đầu tiên. Tôi thấy cậu đang tìm đường chết. Cái mặt già của Bất Hủ Chiến trầm xuống. Thanh kiếm Bất Hủ Giả trong tay ngân vang, một nhát chém thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh. Nhóc con, bổn tháp tự bạo đây. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hét to, ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Giây tiếp theo. Khoảng không trên đỉnh đầu có khí hỗn độn dao động, hư không rách ra một cái lỗ. Một bóng dáng xinh đẹp từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh Diệp Bắc Minh. Tiểu Minh Minh, khoảnh khắc Côn Ngô Mật Phi thấy Diệp Bắc Minh, hai mắt đỏ lên, kẻ nào đã làm anh bị thương ra nông nỗi này? Hắn, đáng chết, hỗn độn thể. Khoảnh khắc nhìn thấy Côn Ngô Mật Phi, sắc mặt của mọi người có mặt ở đó đều tối sầm lại. Trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, trả lời một câu, người làm tôi bị thương đã chết, thần hồn cũng bị hủy diệt rồi. Côn Ngô Mật Phi tiến lên, ôm lấy Diệp Bắc Minh. Sức mạnh hỗn độn hội tụ lại vào trong người hắn.
vô dụng thôi, tôi bị sức mạnh pháp tắc của cảnh giới tế đạo làm bị thương, chỉ có vạn đỉnh thiên của vạn y cốc mới có thể cứu được tôi. Diệp Bắc Minh nói, cố gắng nói, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng, thật kinh hoàng. Vậy bây giờ chúng ta đến vạn y cốc. Côn Ngô Mật Phi cõng Diệp Bắc Minh trên lưng, chuẩn bị đi về phía vạn y cốc. Côn Ngô Mật Phi, cô coi ta như không tồn tại à? Giọng nói của Bất Hủ Chiến lạnh lùng vang lên. Côn Ngô Mật Phi là cảnh giới đại đạo cấp 9, hỗn độn thể cực kỳ đáng sợ. Sức chiến đấu hiện tại của cô ta có lẽ có thể sánh ngang với đại đạo chi thượng cấp 9. Vẫn cách rất xa cảnh giới tế đạo. 14 người ở cảnh giới tế đạo khác bước ra, vây quanh Côn Ngô Mật Phi và Diệp Bắc Minh. Trong ánh mắt của lão thương ngập tràn sự tham lam. Đây chính là hỗn độn thể thật sự, mỗi một giọt máu đều là máu hỗn độn. Vô giá. Ngay cả Côn Ngô Tuyệt Long và Côn Ngô Tuệ cũng nhìn chằm chằm vào Côn Ngô Mật Phi, trong mắt cũng lộ ra một chút tham lam. Sao thế, các người vẫn muốn ngăn cản tôi? Côn Ngô Mật Phi cười lạnh. Bất Hủ Chiến hừ lạnh một tiếng, hừ. Côn Ngô Mật Phi, ta biết sức chiến đấu của hỗn độn thể là thiên hạ vô song. Nhưng, với cảnh giới hiện tại của cô, cao nhất cũng chỉ ngang với đại đạo chi thượng cấp 9. Ở đây có 15 người thuộc cảnh giới tế đạo, cô thật sự muốn lo chuyện bao đồng à? Nể mặt Hồng Hoang Đế Cung, ta có thể cho cô một cơ hội, bây giờ cô rời đi, để Diệp Bắc Minh lại. Chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Côn Ngô Mật Phi nói, nếu không thì sao? Bất Hủ Chiến cười, không, cô cứ thử xem. Thử thì thử. Côn Ngô Mật Phi giận dữ hét lên. Đặt Diệp Bắc Minh xuống, chủ động tấn công Bất Hủ Chiến. Tốc độ của cô cực kỳ nhanh, mang theo sức mạnh của hỗn độn thể. Toàn bộ năng lượng trong trời đất bị rút cạn trong chớp mắt. Tất cả đều bị cô lợi dụng, ngừng tụ lại, lao vào Bất Hủ Chiến. Cổ Kiếm Trần kinh ngạc, đây chính là hỗn độn thể sao? Năng lượng bản thân và năng lượng trời đất hợp lại. Tương truyền chỉ cần hỗn độn thể ra tay, toàn bộ trời đất sẽ trở thành sân nhà của hỗn độn thể. Xem ra là sự thật. E là ngay cả chúng ta cũng không thể giao tiếp được với năng lượng của trời đất xung quanh, bọn chúng đều tuân theo mệnh lệnh của hỗn độn thể rồi. Biểu cảm của những người ở cảnh giới tế đạo khác cũng cực kỳ ngưng trọng. Điều này thật quá khủng khiếp. Chẳng trách hỗn độn thể được coi là bất khả chiến bại. Côn Ngô Mật Phi, cô quá kiêu ngạo rồi. Thanh kiếm trong tay Bất Hủ Chiến đâm ra. Một chút kiếm quang bộc phát, như thể từ 9 tầng trời chém xuống. Binh! Năng lượng trời đất vừa ngưng tụ phát nổ trực tiếp sau khi va chạm với kiếm quang. Trong chớp mắt, Côn Ngô Mật Phi đã đáp xuống trước mặt Bất Hủ Chiến. Cô nắm chặt tay, tung ra một cú đấm. Ha 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 ha, cô coi cảnh giới tế đạo cấp 4 là cái gì chứ? Một con kiến sao? Bất Hủ Chiến cực kỳ tức giận nhưng lại cười. Hành vi này của Côn Ngô Mật Phi đã hoàn toàn chọc tức ông ta. Ông ta giơ tay tung ra một cú đấm phản đòn. Bang! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, Bất Hủ Chiến lại bay ngược ra ngoài, tuy cánh tay của ông ta không bị thương nhưng lại có chút tê liệt. Cô, sức mạnh của cô. Trên khuôn mặt già nua của Bất Hủ Chiến hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay lập tức, trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái này, Bất Hủ Chiến bị đánh lùi lại. Những cảnh giới tế đạo khác cũng biến sắc theo. Sắc mặt Cổ Kiếm Trần nghiêm nghị. Cú đấm vừa rồi của Côn Ngô Mật Phi ít nhất cũng có sức mạnh của 20 vạn con rồng. Nếu là cảnh giới tế đạo cấp 1 bình thường, chắc chắn không phải là đối thủ của Côn Ngô Mật Phi. Cái gì? 20 vạn con rồng. Đám người Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ chính là cảnh giới tế đạo cấp 1. Sức mạnh của Côn Ngô Mật Phi đã vượt qua chúng ta. Đỉnh Phù Đồ nuốt nước bọt, không thể chấp nhận. Hai mắt Tô Bi Vân đỏ lên. Hỗn độn thể cực kỳ cường đại, sức mạnh bùng phát cũng chỉ là sức mạnh cơ thể. Nếu sử dụng pháp tắc võ đạo, cô ta nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Đỉnh Phù Đồ vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng. Bất Hủ Chiến cũng đã phản ứng lại. Không còn so bì thể lực với Côn Ngô Mật Phi nữa, ông ta giơ thanh kiếm dài cổ xưa giống như kiếm bất hủ trong tay lên, vẽ ra hàng chục đạo phù văn trong không trung. Quỳnh! Tất cả phù văn đều rung lên. Trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một trận pháp, xoáy lên một luồng sát khí đẫm máu, khóa chặt vào khoảng không nơi Côn Ngô Mật Phi đang đứng. Hỗn độn thể rất mạnh, nhưng ta muốn nói cho cô biết, dưới tế đạo, tất cả chỉ là con kiến. Bất Hủ Chiến hét lớn. Luyện hóa cô ta cho ta,
hóa thành máu đi. Khoảnh khắc này, toàn bộ hư không dung chuyển, sức mạnh tế đạo tràn vào. Máu trong người Côn Ngô Mật Phi sôi sục, máu như hóa thành dung nham, khiến cơ thể như muốn nổ tung. Côn Ngô Mật Phi cắn răng, cứa vào lòng bàn tay, tung ra một chút máu hỗn độn. Biến thành màn xương máu. Ngưng tụ thành khí hỗn độn và bao trùm cơ thể cô ta. Sức mạnh tế đạo kia mới biến mất vài phần. Như vậy đã không được rồi sao? Cô không phải là hỗn độn thể sao? Bất Hủ Chiến cười lạnh, nắm chặt thanh kiếm dài cổ xưa. Một nhát kiếm chém xuống. Kiếm tới đây. Uỳnh uỳnh uỳnh. Một sức mạnh tế đạo ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm khổng lồ màu đỏ như máu, trông giống hệt kiếm Bất Hủ. Một nhát kiếm chém về phía Côn Ngô Mật Phi. Ánh mắt Côn Ngô Mật Phi kiên định, nghiến răng đốt cháy tinh huyết của mình. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bùng phát dưới tinh huyết thiêu đốt. Sức mạnh hỗn độn quét qua, lao vào kiếm thần đỏ như máu khổng lồ. Keng, keng, keng. Thần kiếm đỏ như máu phát ra âm thanh bùng nổ. Nhưng, sức mạnh bùng phát ra của Côn Ngô Mật Phi rõ ràng đã yếu hơn một chút. Sức mạnh này trực tiếp bùng nổ, cuối cùng cũng không chống đỡ lại được kiếm thần màu đỏ như máu. Phụt. Côn Ngô Mật Phi phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra ngoài. Mật Phi. Diệp Bắc Minh hét lên. Bang. Côn Ngô Mật Phi va phải bức màn sáng của trận pháp, khí huyết trong cơ thể lại một lần nữa cuồn cuộn lên, nặng nề ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đã đốt cháy. Cổ kiếm Trần Tặc lưỡi lắc đầu, chậc chậc, đây đều là máu hỗn độn đấy. Thật là lãng phí, thật là quá lãng phí. Tô Bi Vân cười lạnh, tôi đã nói rồi mà, tuy hỗn độn thể là nghịch thiên. Nhưng Côn Ngô Mật Phi mới là cảnh giới đại đạo cấp 9, không thể là đối thủ của cảnh giới tế đạo cấp 4 được. Khóe miệng đỉnh phù đồ hiện lên một nụ cười, vậy thì tôi yên tâm rồi. Lão Bàng, ông là người của Hồng Hoang Đế Cung, nếu hôm nay chúng tôi giết Côn Ngô Mật Phi, chia nhau máu hỗn độn trong người cô ta, ông sẽ không nói ra chứ? Bàng Vân cười tâu toét, hôm nay tôi không có mặt ở đây, nói cái gì chứ? Đỉnh phù đồ mỉm cười. Sau đó ông ta nhìn về phía Côn Ngô Tuyệt Long và Côn Ngô Tuệ, anh Tuyệt Long, Tuệ Lão Tổ, các người thì sao? Côn Ngô Tuyệt Long cười lạnh, Côn Ngô Mật Phi đã lừa dối và phản bội gia tộc Côn Ngô. Cô ta sớm đã không còn liên quan gì đến tộc Côn Ngô nữa rồi, nhưng máu của cô ta thì tôi rất có hứng thú. Côn Ngô Tuệ cười, cuối cùng cũng lộ ra răng nanh. Ha ha! Nghe mọi người thảo luận, Côn Ngô Mật Phi mỉm cười, các người cho rằng có thể đánh bại tôi sao? Cô từ từ đứng dậy. Rắc, 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 vặn vẹo cơ thể một chút. Vết thương vừa rồi đã bình phục trong nháy mắt. Cái này, bình phục nhanh như vậy sao? Những người ở cảnh giới tế đạo có mặt đều ngây ra. Hai mắt Tô Bi Vân nóng lên, đây chính là hỗn độn thể sao? Khả năng hồi phục thật đáng sợ. Chỉ cần không tử chiến, hoặc kiệt lực mà chết, thì căn bản không thể đánh chết được. Bất Hủ Chiến cười lạnh, ta chắc chắn sẽ đánh bại cô. Không thể không nói, sức mạnh bộc phát vừa rồi của cô rất gần với 50 vạn con rồng rồi đấy. Tuy nhiên, uy lực nhát kiếm vừa rồi của ta vượt qua 60 vạn con rồng cơ. Nếu ta ra tay toàn lực, có thể đạt đến 70 vạn con rồng, còn không thể đánh bại cô sao? Côn Ngô Mật Phi không trả lời. Từ từ quay đầu lại nhìn Diệp Bắc Minh. Tiểu Minh Minh, cho tôi mượn tháp càn khôn trấn ngục của anh một lát. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Mật Phi có thể dùng tháp càn khôn trấn ngục. Tiểu tháp, đi đi. Một tiếng hét lên. Quỳnh. Tháp càn khôn trấn ngục trực tiếp bay ra ngoài, Côn Ngô Mật Phi quay đầu lại, đấm vào bức màn ánh sáng của Bất Hủ Chiến. Răng rắc, một tiếng, trên bức màn ánh sáng nứt ra một cái lỗ, tháp càn khôn trấn ngục đi vào. Rơi vào tay Côn Ngô Mật Phi. Thời khắc này, toàn bộ trời đất trở nên hoàn toàn im lặng. Trên người Côn Ngô Mật Phi toát ra khí chất của một nữ đế. Rõ ràng cô ta đang đứng trên mặt đất, 15 cảnh giới tế đạo đều đang nhìn cô ta, nhưng lại khiến người ta có ảo giác cô ta đang ở trên 9 tầng trời, coi thường tất cả mọi người. Cái này, khí thế của cô ta, tại sao lại có cảm giác trong chớp mắt đã mạnh lên gấp 10 lần? Thân thể của một cảnh giới tế đạo run rẩy. Đồng tử của Cổ Kiếm Trần co rút lại, chuyện gì vậy? Tòa tháp đó có vấn đề gì à? Tô Bi Vân nuốt nước bọt, Khung Lão Tổ, xin ông mau ra tay. Giết chết Côn Ngô Mật Phi đi. Mí mắt ông ta giật giật, có một dự cảm không lành. Bất Hủ Chiến đang đứng ngây ra, lập tức phản ứng lại, tòa tháp rách nát gì chứ?
giả thần giả quỷ. Cấp độ còn không bằng kiếm của ta, lúc còn ở bất hủ tộc, nếu ta muốn, một cái tát cũng có thể đập nát nó. Giết! Một kiếm chém ra. Thanh thần kiếm khổng lồ màu đỏ như máu vừa khiến Phi Phi bị thương nặng lại một lần nữa ngưng tụ lại. Đâm mạnh xuống. Côn Ngô Mật Phi ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiểu tháp, giúp tôi bùng phát. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang sôi sùng sục. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể Côn Ngô Mật Phi mạnh hơn Diệp Bắc Minh gấp mấy lần. Không chỉ vậy, Côn Ngô Mật Phi còn là một hỗn độn thể, bản thân Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng được tạo thành từ mẫu thạch hỗn độn, còn được võ tổ tái tạo lại, trên thực tế là tháp hỗn độn chấn ngục. Một người một tháp, thực ra còn tương thích hơn cả với Diệp Bắc Minh. Bùng phát, quỳnh, một luồng sức mạnh áp đảo trào ra từ cơ thể Côn Ngô Mật Phi. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hơn chục người trong cảnh giới tế đạo chấn động đến mức tắt thở. Chỉ thấy, Côn Ngô Mật Phi tiến lên một bước, bay lên không trung, hướng thẳng về phía thanh kiếm thần màu đỏ như máu. Tung ra một cú đấm. Răng rắc, thanh thần kiếm màu đỏ như máu với một đòn công kích có sức mạnh tương đương với sức mạnh của 600.000 con rồng, phát nổ tại chỗ và bị hủy diệt. Điều này, không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiếng gầm kinh ngạc của bất hủ chiến. Mẹ kiếp. Cách xa hàng nghìn mét, Diệp Bắc Minh ngơ ngác nhìn, nói, là thật hay giả vậy? Mật Phi có thể sử dụng sức mạnh của tiểu tháp sao? Không thể nào. Há hốc miệng. Hoàn toàn không thể ngậm lại được. Cổ Kiếm Trần, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ, Bàng Vân và mười mấy cảnh giới tế đạo đều sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Không ngừng lùi lại. Chỉ có Côn Ngô Mật Phi bình tĩnh nói, không có gì là không thể cả. Cảnh giới tế đạo cảnh cấp 4 sao? Rất lợi hại sao? Cú đấm thứ hai được tung ra. Bang! Trận pháp do bất hủ chiến tạo ra liền sụp đổ ngay tại chỗ, tất cả phù văn đều bị hủy diệt. Cô, ta không tin, lĩnh vực hư không, bất hủ chiến gầm lên một tiếng. Trực tiếp triệu hồi lĩnh vực pháp tắc. Trong chớp mắt, ông ta thực sự đã diễn hóa ra một bầu trời đầy sao, một bầu trời đầy sao thực sự trong vũ trụ và hút Côn Ngô Mật Phi vào. Phía sau bất hủ chiến, ba ngôi sao có đường kính khoảng 10.000 mét đang không ngừng trôi. Trong lĩnh vực tuyệt đối của ta, hỗn độn thể chắc chắn sẽ chết. Giết! Bất hủ chiến gầm lên một tiếng, xoay tròn ba ngôi sao, lao về phía Côn Ngô Mật Phi. Chỉ vậy thôi. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, tung ra một cú đấm cực kỳ cuồng bạo, nổ tung cho ta. Bang! Một ngôi sao có đường kính 10.000 mét phát nổ. Nổ! Cú đấm thứ hai. Nổ tiếp, cú đấm thứ ba giáng xuống, cả ba ngôi sao đều nổ tung. Mặc dù mỗi ngôi sao chỉ có đường kính khoảng 10.000 mét, thậm chí còn không lớn bằng một ngọn núi trong nguyên thủy chân giới. Nhưng đây là những ngôi sao được ngưng tụ bởi pháp tắc của cảnh giới tế đạo, là sức chiến đấu cực hạn của bất hủ chiến. Mỗi một ngôi sao có thể nghiền nát sức mạnh của hơn 700.000 con rồng. Lại, bị Côn Ngô Mật Phi đánh nổ chỉ với một cú đấm. Ôi mẹ ơi! Hơn 10 cảnh giới tế đạo ở phía xa sợ hãi đến không nói nên lời. Một cú đấm làm nổ tung một ngôi sao. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không khỏi há hốc mồm, kinh công ba bi. Quan Pan Man. Cô, tòa tháp đó rốt cục là cái gì? Lại khiến sức mạnh của cô tăng lên gấp 3 lần trở lên như vậy. Bất hủ chiến lùi lại với vẻ không thể tin nổi, giọng nói đầy sợ hãi. Ông nói nhiều quá, chết đi. Vừa dứt lời. Côn Ngô Mật Phi lao về phía trước với khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tung ra một cú đấm với sức mạnh của hơn 1 triệu con rồng. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Bất hủ chiến cười lạnh, thanh kiếm cổ xưa trong tay chém ra, muốn trực tiếp chém Côn Ngô Mật Phi tan xương nát thịt. Keng, một tiếng, thanh kiếm mô phỏng kiếm bất hủ lại bị Côn Ngô Mật Phi đánh gãy. Cô, bất hủ chiến cuối cùng cũng biến sắc. Ông ta hoảng sợ ném một chiếc khiên màu đen ra trước mặt và phát nổ. Một chiếc đỉnh vàng nổ tung. Hơn chục binh khí phòng thủ đều bị đập nát chỉ bằng một cú đấm. Cuối cùng ông ta lấy ra một bộ chiến giáp, khoác lên người, vừa đúng lúc cú đấm của Côn Ngô Mật Phi giáng xuống. A, phụt! Chiến giáp trên người bất hủ chiến phát nổ và biến thành bột. Toàn bộ máu thịt phía dưới ngực nổ tung, hóa thành xương máu. Nửa thân trên của ông ta bay ra ngoài một cách cực kỳ thê thảm. Lĩnh vực hư không được triệu hồi ra hoàn toàn bị hủy diệt. A, đừng giết ta, rốt cục cô là quái vật gì? Hỗn độn thể, đây chính là hỗn độn thể sao? A,
Đừng giết ta, a, Bất Hủ Chiến sợ hãi hét to. Dùng sức lực cuối cùng của mình lấy ra một lá bùa màu tím. Phun một ngụm máu tươi lên đó. Bát. Một cái lỗ mở ra trong hư không, ông ta điên cuồng bò vào trong đó. Bên kia khe nứt không gian chính là núi Bất Hủ. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Côn Ngô Mật Phi cười lạnh một tiếng, đấm vào vết nứt không gian sắp khép lại. Keng, một tiếng vang lớn chấn động, toàn bộ hư không sụp đổ. A, Bất Hủ Chiến hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào quảng trường của Bất Hủ tộc, tại chỗ nổ tung một miệng núi lửa có đường kính hàng vạn mét. Chuyện gì vậy? Vừa rồi là cái gì bay qua? Mau đi xem đi, hình như là một người. Chiến lão tổ. Người của Bất Hủ tộc nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa đến mức ra đầu như muốn nổ tung. Côn Ngô Mật Phi quay đầu nhìn về phía mười mấy người cảnh giới tế đạo đang chạy trốn, hừ. Coi như các ngươi chạy nhanh. Ha 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 ha. Chứng kiến mười mấy cảnh giới tế đạo cụp đuôi chạy trốn, Diệp Bắc Minh cười lớn, Mật Phi, cô lại có thể sử dụng tháp càn khôn chấn ngục. Tôi hoàn toàn chưa bao giờ ngờ đến, bất ngờ, thật là quá bất ngờ. Rốt cục là thế nào? Côn Ngô Mật Phi bước ra, đáp xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh, đỡ hắn lên. Khẽ lắc đầu, tôi cũng không biết là thế nào, vừa rồi lúc tôi bị thương. Trong cơ thể tôi có một cảm giác sức mạnh, chính là tòa tháp này, dường như đang nói với tôi rằng nó có thể giúp tôi. Tôi chỉ thử thôi, không ngờ lại có thể thật. Tiểu tháp, chuyện này là sao? Diệp Bắc Minh hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm ngâm mấy giây, rồi mới chậm rãi nói, tiểu tử, theo lý mà nói, cậu mới là chủ nhân của tôi. Ngoài cậu ra, không ai có thể sử dụng sức mạnh của bổn tháp. Giữa tôi và Mật Phi trước đây cũng chưa từng cùng nhau ra tay. Nó im lặng thêm vài giây, chẳng lẽ là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.